mày rồi. Ông buông tôi ra coi. À, con nít mà bày đặt bóng cuối giật dọc hả? Nè, lấy cái gì của người ta trả lại rồi tao thả ra. Đâu có móc gì của ông đâu, ông buông tôi ra đi. Thả mày ra hả? Thả mày ra hả? Mày biểu ông buông mày ra hả? Buông mày ra nè. Ui da, đau quá, đau quá. Bà chị ơi, nó còn nhỏ, có lỡ lấy gì của bà chị thì lấy lẹ thôi, đánh nó chi tội nghiệp. Không phải chuyện của ông, nó là con tôi muốn đánh, muốn đập, muốn ngắt, muốn chéo gì thì kệ cha tôi, mắc mớ gì tới ông. Nó là con bà, sao hồi nãy bà la ăn cướp? Không la như vậy thì sao ông bắt nó lại giùm tôi? Còn mày nữa, biểu mày đi bán trà đá, mày đi được một dầm cái rồi mày chui vô cái đít xe ha, mày chui ở dưới trận mày chặt hẻo. Chặt hẻo nè, mày chặt hẻo nè. Ôi da, đau quá, đau quá. Mày chặt hẻo không? Tao quánh cho mày biết tay tao. Tôi bán hết rồi, còn cái ấm con này thấy không? Ủa, con trai cưng của mẹ, trời ơi, con bán hết rồi hả con? Ui giỏi quá, tiền đâu con? Tiền khô cháy túi có ai hiểu không? Bị chặt hả? Ai chặt mày? Heo chặt. Trời, có thể nào mày tuyên bố một câu nhanh gọn ngắn cục như vậy hả mày? Mày biết mày nói cái câu đó là mày giết tao nửa thân người không mày? Trời ơi, bữa nay là tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Ông ơi, cứu con ông ơi. Thôi, cháu nó lỡ rồi, tha cho nó đi mà bà chị. Trời ơi, ông tránh ra. Trời ơi, ông cản tôi một hồi hả? Ông coi chừng ông lạc đạn à nghe. Chạy lẹ đi nhỏ, chạy lẹ đi cô. Ê, thằng quỷ, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Má, má có sao không má? Ờ, má không có sao hết con. Cô ơi, cô coi lại coi có mất gì không? Chứ mẹ con bà này tôi nghi lắm à. Dạ, dạ cảm ơn bác. Dạ tôi không có mất gì hết. Tôi đi qua đây hàng ngày tôi biết mà. Tôi kinh nghiệm dữ lắm. Trời ơi, tụi nó lẹ tay lắm nha cô. Quẹt trúng mình một cái là túi tiền nó bay mất luôn hả? À. Bởi vậy ha, tôi cẩn thận lắm. Tiền bạc tôi gói kỹ tôi nhét. Trời ơi, nó mất rồi. Cái gì gói tiền của tôi, ba người ta mất tôi. Mẹ con bà nó mất tôi, ba người ta mất tôi, mất tôi. Mất luôn rồi còn bắt bớ gì nữa. Tội nghiệp ông già ghê. Con lo cho con đi. Nè, mấy ngày má không có ở nhà đó, bỏ đi chơi với bạn là nó vô nó dọn sạch hết đó nghe con. Má làm như con còn nít vậy à. Con lớn rồi chứ bộ. Thì má giận hờ vậy thôi. Ở nhà nhớ ôn thi, lo chơi hoài thi rớt là má giận nó nghe. Con biết rồi mà. Má lên xe đi, để xe chạy bây giờ á. Ờ, thôi má đi nha. Ở nhà nhớ ngủ sớm nghe con. Dạ. Má đi mau về nghe má. Ờ. Cảm ơn. Nhà tôi ở ngoài phố nè. Tôi đi mấy bước là tới rồi. Vậy hả? À, không ấy, tụi mình đi dạo nha. Đi uống cà phê được không? Đi karaoke. Anh muốn gì, Ali cũng sẵn sàng chiều mà. Hay là mình đi vô rừng nghe anh. Trời đất, vô rừng làm cái gì trọng? Trời ơi, thì vô rồi biết. Kìa, trời ơi, cái mặt của anh kìa, ơi, nhìn là tôi muốn, trời ơi, tôi muốn cắn miếng gì đó. Đẹp gì mà đẹp, giả man luôn, nắm tay cái coi. Thôi đi. Gì vậy? Nè, có muốn gì thì cũng phải lựa mặt nha, thấy mà phát tổm. Trời ơi, con giả kìa, không chịu thôi chứ làm gì dữ vậy. Đừng có chọc tới chị nha. Làm chị thèm lắm vậy. Chẳng qua là chị để ý mấy cái thứ em đeo trên cổ thôi. Với lại trên tay của em đó. Khôn hồn đừng để chị gặp lại lần thứ hai nha. Chảnh với chị hả? Chị cho đàn em á sắc đẹp luôn á. Chứ đừng có chảnh chảnh cái kiểu đó. Cái đồ, cái đồ, đồ quỷ sứ nè. Ơi, tôi đây. Ai tìm tôi vậy?
Bác Tám, bác Tám không nhớ con sao? Con là Truyền nè. Truyền? Dạ. Mà Truyền nào? Già cả rồi đầu óc lu lẫn. Chú em thử nhắc lại coi tôi có nhớ không? Dạ, con có đến đây tìm bác hai lần. Lần cuối cùng cách đây 10 năm. Lần đó bác có dẫn con vô rừng săn măng với bác đó. Bác nhớ không? À, tôi nhớ rồi. Lần đó chú em bị bò cạp cắn sưng tay nóng lạnh mấy ngày chứ gì. Dạ phải, vậy là bác nhớ con rồi đó. Mới đây mà đã 10 năm rồi. Bác nhớ hình như là lần đó cháu nói cháu có vợ con rồi phải không? Dạ, vợ chồng con có một cháu gái. Sao ông dẫn vợ con cháu về chơi? Dạ, cháu nó có theo con về đây, còn ở ngoài phòng trọ. Còn vợ con thì đã mất gần 10 năm rồi bác à. Vậy sao? Tội nghiệp không? Rồi hôm nay cháu về thăm bác hay là có chuyện gì không? Dạ, con về đây trước là thăm bác. Sao nữa, con muốn hỏi về tin tức của anh Đông Hồ. Anh có về đây không bác? Bác đã nói với cháu rồi. Từ ngày xảy ra thảm trạng gia đình nó tới nay, bác không hề gặp lại nó một lần nào nữa hết. Chắc nó chết thật rồi cháu à. Dạ không, con tin chắc là anh Đông Hồ còn sống. Cháu dựa vào đâu mà quả quyết như vậy chứ? Dạ thưa bác, gần đây độc giả họ bàn tán xôn xao về một cuốn tiểu thuyết có tên là Ảo Ảnh của tác giả Phương Châu. Chữ Phương là Cúc Phương, tên của vợ ảnh. Chữ Châu là Tô Châu, tên con trai của ảnh đó bác. Điều đó cũng chưa chắc. Biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao? Dạ còn nữa, nội dung quyển tiểu thuyết kể lại rất tỉ mỉ về thảm trạng gia đình ảnh từ 20 năm trước. Không hề sai một chi tiết nhỏ nhoi nào, trong khi những điều thầm kín năm xưa chỉ có vợ chồng ảnh và con mới hiểu thấu tận tường. Bút hiệu Phương Châu và nội dung câu chuyện cùng với văn chương quen thuộc của Đông Hồ đã làm cho con dám tin chắc một điều: chính ảnh là người viết ra cuốn tiểu thuyết kia. Nếu bảo năm xưa có ba người biết chuyện, trừ cháu ra thì có hai người còn lại. Biết đâu chuyện này do Cúc Phương vợ nó kể rõ ngọn ngành cho người ta viết thì sao? Lúc bỏ ra đi vị quan giận Đông Hồ, vừa bị quan tình vừa đau khổ mất con, thì con tin rằng không thể nào chỉ đem chuyện này mà khơi lại hôm nay. Nếu cho rằng phán đoán của cháu là hoàn toàn đúng thì chuyện cũng đã 20 năm rồi. Vợ con nó đã bặt vô âm tính, nó đã không còn muốn tên tuổi của mình hiển hữu giữa cuộc đời, thì cháu cũng đừng quá bận tâm đến một người đã muốn tìm quên. Hãy để cho mọi điều được chôn vùi trong chỉ cần gặp được ảnh, con có thể khuyên ảnh đối diện với thực tại của cuộc đời. Ảnh có tài, sự nghiệp văn chương của ảnh còn có cả một bầu trời bão la để bay bổng. Trước kia bác với nó như là tri kỷ. Nếu như nó còn sống thì bác chắc chắn là nó sẽ đến tìm bác. Nhưng mà đã 20 năm rồi cháu à. Nó không còn sống đâu. Vậy còn cuốn sách kia? Người ta hay tìm hiểu đời tư của những người nổi tiếng. Chuyện gia đình nó có người biết để viết thành sách thì cũng đâu có gì là lạ. Nếu như anh đã thật sự chết rồi thì bổn phận của con
là phải tiếp tục hoàn thành tâm nguyện mà Đông Hồ bỏ dở. Cháu muốn nói tâm nguyện gì? Sau này bác sẽ biết. Dạ, con muốn xin phép bác cho cha con của con tá túc ở đây khoảng một tháng, có được không bác? Ở trong nhà này à? Dạ. Nếu có gì phiền thì thôi, con ở phòng trọ cũng được. Không phải đâu, bác chỉ sợ bác chỉ sợ ở đây thiếu thốn mọi bề, biết cha con của cháu. Dạ, không sao đâu bác. Con gái của con không phải là tiểu thơ đại cát gì đâu, nó dễ thích nghi lắm. Hơn nữa, con đang rất cần yên tĩnh. Nếu vậy thì bác rất vui lòng đón cha con của cháu. Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Dạ, vậy chiều nay cha con của con sẽ dọn vô đây và xin phép bác cháu về. À, về đi cháu. Có những cái chết không phải bằng thể xác, mà đó là những cái chết đau đớn nhất của một đời người. Tổ mẹ nó, mới sáng sớm mà đã bị nó chơi rồi à. Anh nói cái gì vậy? Cán đinh xẹp lép rồi nè, không thấy sao? Mấy cái thằng ăn ở thất đức này thế nào cũng bị xe nhà binh đụng à. Xe của anh cán đinh mắc mớ gì tới ai mà anh chửi người ta chứ? Sao cô biết là không mắc mớ? Nó rải đinh cho mình cán đặng nó giá xe kiếm tiền. Trời đất ơi, cái Mẫn này nổi tiếng quá rồi, cô không biết sao? Tổ cha nó. Nè nè, anh chửi ở đây có một mình tôi nghe, chứ có ai ở đâu mà anh chửi. Trước mặt đàn bà con gái anh nói lịch sự một chút có được không? Tôi quen rồi đó, thấy bực là tôi chửi à. Không muốn nghe thì bịt cái lỗ tai lại đi, chứ đừng có sửa lưng, mệt quá. Thôi được rồi, anh muốn chửi thì ngồi đó mà chửi cho đã đi, tôi kêu xe khác. Nè nè, cô đừng có chơi trò gian lận nha. Tảng sáng tinh mơ tôi vừa nhảy ra thì gặp ngay cô kêu tôi lại mở hàng. Xe tôi căn đinh chứ đâu phải là tôi muốn. Đi hơn nữa đường rồi cô lại muốn bỏ ngang. Bộ tính xù dễ ợt vậy sao? Thiệt tôi không tài nào chịu nổi cái miệng của anh à. Ai làm anh bực mình mà anh chửi cho tôi nghe. Cũng tại anh mà tôi mới bị trễ giờ. Đứng đây một hồi chắc tôi cũng khùng theo. Ai nói với cô là tôi khùng? Nhìn thì biết chứ cận gì ai nói. Thôi tránh ra đi cho tôi đi đón xe. Không có ai mà xách xe không từ ngoài đó vô đây cho cô đón. Mấy người trong núi đi chợ cũng về hết rồi, cô đứng đây chờ hả? Múc mùa lệ thủy luôn. Vậy thì tôi đi bộ. Nè, từ đây vô tới chân núi gần 5 cây số, đường thì vắng tanh, cây cối thì rậm rạp. Không bị cọp vô thì cũng bị mấy cái thằng quỷ rau xanh hả, nó chặn đường, nó làm bậy cho mà coi. Anh đừng có hù tôi nghe. Không tin thì đi đi, rủi cái banh chành ráng chịu à. Anh nín đi, anh nói nghe phát tởm à. Thôi đi, đừng có bực mình nữa, đứng đây chờ nha. Tôi đẩy xe lại đằng kia giá xong rồi á, tôi chở cô đi. Bực quá tôi cố nhịn không có chửi bậy bạ nữa. Chịu chưa? Chịu chưa? Mau mau đi, ba tôi vô tới trỏng nãy giờ rồi đó. Yên chí đi, 5 phút thôi. Ồ, xe bị sao vậy anh? Bị mấy cái thằng chó đi. À, bị mắc tránh mấy con chó nên cắn đinh. Giá giùm đi anh. À, xong ngay thôi. Nè, cô vô đây ngồi cho mát nè. Cảm ơn, tôi đứng đây được rồi. Anh ơi, xe của anh bị lủng tới 3 lỗ lận. 3 lỗ hả? Không sao, cứ giá đi, có 10 lỗ cũng được mà. Nè, vừa vừa phải thôi nghe. Sao anh lại lấy... Thôi nghe,
Từ sáng tới giờ bà kiếp chuyện với tôi nhiều rồi nha. Cô chừng tôi đó à. Ủa, chuyện gì vậy anh? À, bà xã của tôi bà kiếm chuyện mà. Anh cứ giá đi, để tôi dàn xếp chuyện gia đình tôi. Trời ơi, vợ ơi, là vợ. Anh buông tôi ra đi. Làm cái gì mà lôi kéo tôi dữ vậy? Nè, anh đừng có quá đáng nha. Ai là vợ của anh chứ? Ai mượn cô Thà Lai quá vậy? Tôi làm chuyện gì kệ tôi. Ai biểu cô xía vô? Anh xấu lắm. Người ta nghèo nên mở tiệm sửa xe, dạy dầu mưa nắng kiếm từng xu từng đồng. Anh là người không có lương tâm mà nỡ lòng ăn cắp của người ta cho đành. Cô biết gì mà la lối om sòm. Tôi là người ân quán phân minh. Nó hại tôi trước còn ma le đủ điều. Cái ruột xe bị rõ ràng một ngay lỗ. Nó thử một hồi rồi nó chích thành ba. Đâu phải nghèo rồi dở thói chơi cha. Nó chơi tôi trước thì tôi chơi lại quê. Làm sao anh biết chắc là người ta hại anh chứ? Nè, có lăn lóc bộ đời như tôi đi, rồi đời sẽ dạy cho cô biết. Còn bây giờ cô làm ơn làm phước cô im cái miệng lại. Cô lạng quạng hả? Tôi bỏ cô giữa đường cho cô khóc tiếng ma ní luôn đó. Tôi nói thiệt đó. Anh ở ác thì anh mang tội ráng chịu. Ừ, anh chị ơi, xe xong rồi nè anh chị. Rồi rồi rồi, tôi tới liền. Cô cho tôi tiền trả tiền xe đi. Cái gì? Xe của anh sao bắt tôi trả tiền? Trời ơi, ai bắt cô trả tiền giá xe đâu. Cô trả tiền đi xe ôm cho tôi, đặng tôi trả tiền cho người ta. Đi chưa tới chỗ mà đã đòi tiền rồi hả? Cô thông cảm, chưa chạy cuốc nào nên trong túi tôi không có một đồng nữa. Sáng giờ chưa ăn sáng, cái bụng của tôi hả, lụp bụp nè, nghe không? Đó, nghe không? Chắc kiếp trước tôi mắc nợ anh quá hả? Nè, mắc nợ thì làm vợ tôi đi rồi quê. Tôi không có giỡn với anh nghe. Không giỡn thì thôi. Nè, ba lỗ phải không? Ờ, đủ rồi. Xin cảm ơn anh chị nha. Xong rồi, leo lên bà xã. Anh nói cái gì vậy? Lỡ diễn rồi còn một chút nữa diễn luôn đi. Đưa cái giỏ đây, tôi để đằng trước cho. Lẹ lên. Thôi thôi thôi, cảm ơn. Tôi cầm được rồi, tôi sợ lắm. Cái đó tùy cô, ôm cho chắc nha. Tôi không ôm. Đường vô núi dằn dữ lắm á. Tôi sợ cô té thôi, chứ bộ tôi thèm cô ôm tôi lắm hả? Chuyện đó không cần anh lo. Anh chỉ biết chạy mau đi. Chạy mau phải không? Mau nè. Con ra đây làm cái gì? Dạ, con đi dạo. Tại sao con cãi lời ông? Hôm qua ông đã căn dặn rất kỹ là trong những ngày có ở lại đây, con không nên ra tới chỗ này. Có phải con coi ông chẳng ra gì nên lời nói của ông con không tôn trọng? Con dám khinh thường ông như vậy hay sao? Con xin lỗi ông và xin ông đừng giận. Thấy không khí trong lành nên con muốn đi dạo. Một hồi mới ra tới nơi đây, con vô tình thôi chứ đâu dám cãi lời của ông dạy. Ngay bây giờ con lập tức quay trở lại.
và nhớ từ nay không được vi phạm nữa. Ông rất ghét người nào làm nghịch ý của ông. Con hứa từ nay sẽ không dám sai lời, không để cho ông phiền, ông giận vì con. Nhưng lòng con luôn thắc mắc một điều, vì sao mà chỗ này con không được phép tới lui? Con chỉ ở đây có một tháng à, chứ có phải ở luôn đâu mà thắc mắc. Dạ, tại con thấy ngoài này cảnh đẹp, cây cối xanh tươi, có gì đâu mà ông Tám lại cấm con đi dạo. Ở ngoài này cây cỏ rậm rạp, côn trùng rắn rít rất nhiều, gần chân núi là có mình bẫy nữa. Ông không muốn con bỏ mà một cách oan uổng, con hiểu chưa? Vậy sao dưới lùm cây đằng kia lại có một ngôi nhà? Ai ở đó vậy ông Tám? Bộ người ta không sợ sao? Đó không phải là nhà ở, mà đó là kho chứa phân của ông. Nhưng đã lâu lắm rồi ông không ra đó nữa. Nó tóm lại là khu vực phía sau nhà, con không được đặt chân tới bất cứ lý do gì. Con hiểu chưa? Dạ hiểu. Con vô pha cà phê cho ba con đi, nó thức dậy rồi đó. Bữa nay ông phải đi ra chợ. Dạ con vô liền. Mời ba uống cà phê. Cứ để đó cho ba đi. Ba ơi, ông Tám ổng đi ra chợ rồi hả ba? Ông Tám mới vừa đi đó. Con hỏi chi vậy? Dạ, đâu có gì đâu. Nhưng mà tại vì con chỉ thấy ông Tám ổng hơi là lạ, tánh tình nó lại thất thường, hình như ổng có chuyện gì bí mật đang giấu cha con mình á thì phải. Ba thấy có gì lạ đâu, tại con nhạy cảm quá đó thôi. Không phải đâu ba ơi, con hỏi ba nè, nếu ông Tám không có gì bí mật thì tại vì sao ông ra lệnh cấm không cho cha con mình đi ra ngoài ấy? Mới vừa rồi ông còn nạt nộ con, làm cho con hoảng sợ mất hồn. Ông Tám giận con á cũng đâu có lạ cái gì, chỉ tại con cứng đầu không nghe. Ông lo cho con hiểm nguy đến tính mạng, mà con không nghe lời thì ông giận chứ sao? Theo ý của con không đơn giản chút nào, ông Tám gạt mình đó thôi. Nếu như người ta có bí mật giữ gìn thì con chớ tò mò không nên. Ba, nếu ba nói vậy thì thôi, con không có để ý tới nữa. Nhưng mà ba ơi, con chưa hiểu, tự nhiên cái ba đòi về đây ở một tháng để làm gì? Vừa vắng vẻ vừa buồn chán thấy mồ hả? Đó, ba biểu con ở nhà không chịu, đòi theo ba làm chi rồi bây giờ than buồn chán chứ? Tại vì ba quen được con săn sóc rồi, bỏ ba đi một mình nó con đâu có yên tâm. Con hỏi thiệt nghe ba, chẳng lẽ ba cũng có bí mật muốn giấu con hay sao? Hoài Thu à, không phải ba muốn giấu con, nhưng bây giờ chưa phải là lúc con cần biết. Con chỉ nên hiểu cho ba một điều, là trong trái tim ba luôn khắc ghi sâu nặng một lời thề, nếu như ba làm không xong thì ba chết chẳng yên lòng. Trong cuộc đời đã mang nặng thâm ân thì phải đáp đền, dù cho có xa thân để không hổ thẹn với đời. Khi mình đã nhắm mắt xuôi tay, ba dân cứ mang nghĩa rộng ơn dài, với một lời thề son sắt không phai thì con đâu dám cãi lời. Để ba được tròn đạo lý nhân sinh,
nhiều cho ba. Ba ơi, con đã mất đi vòng tay mẹ thân yêu. Khi tuổi thơ ngây thắm hồng như nắng sớm, ba đã vì con mà sống đời cô lẻ để bù đắp cho con vẹn vẹn. Mà bà không vui cười trò chuyện với con đâu mà con nói vậy chứ. Ba cười là vì ba muốn con vui, chứ thật sự trong lòng ba luôn chất chứa một nỗi buồn sâu kín. Mà điều đó sẽ làm cho nỗi buồn của ba càng sâu nặng thêm hơn. Hoài Thu con ơi, ba đã có một tuổi thơ đầy đau thương và nước mắt. Ba chưa từng có trong tâm hồn một mơ nhỏ nhoi, nên ba không muốn tuổi thơ của con có vệt mây mờ u ám khi phải xa lìa vòng tay mẹ thân yêu, để cho chồi non được căng đầy sức sống thì cõi cành đâu tiếc dòng như sao cùng. Ngoài bổn phận của một người cha, trách nhiệm nặng nề với người đã cho giấc ngủ của má con trong lòng đất lạnh được thanh thản nhẹ nhàng và ngây ngất niềm vui. Có được một người chồng như ba, chắc má con là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Không phải vậy đâu con. Hồi má con còn sống, cũng có những lúc ba làm cho má con tủi buồn, hờn giận và thậm chí còn đau khổ nữa. Nhưng vì má con là một người vợ hiền lành, biết cảm thông và quen chịu đựng, nên ba mới có điều kiện là một người chồng tốt đó thôi. Và một người cha tuyệt vời nữa chứ ba. Hoài Thu, nếu như một ngày nào đó không còn ba bên cạnh con nữa, thì con nên nhớ lời ba dặn. Con phải... Không, ba không có được nói nữa. Ba không được bỏ con. Tại sao ba nói với con những lời như trăn trối vậy ba? Hoài Thu à, con bình tĩnh nghe ba nói nè. Ý của ba là ngày con theo chồng, không có ba bên cạnh, thì con phải biết tự lo cho mình. Con phải sống hiền hòa chân thật để được bên chồng thương yêu. Chứ có ý gì khác đâu mà con sợ. Không, nếu như có lấy chồng thì chúng con sẽ cùng ở cạnh bên để săn sóc cho ba đến ngày 300 tuổi. Con không có chịu xa ba đâu. Nói là nói vậy thôi, chứ ba cũng đâu muốn xa con. Thôi, bây giờ con lo dọn dẹp nhà cho ông Tám đi. Ba ra thị trấn có chút chuyện rồi ba về. Nè, nhớ đừng ra đằng sau giường nữa. Ông Tám ông giận thì phiền lắm đó. Dạ, con nhớ rồi. Vậy ba đi nghe. Dạ. Ý ba ơi, ba nhớ về sớm ăn cơm nghe ba. Buồn ngủ quá.
ngủ nè, ta sẽ cho người nếm một hàng băng trưởng ngọt ngủ nè. Trời đất quỷ thần ơi, chết tôi rồi. Cười đắc đời, đắc đời. Mày chơi mất dạy rồi còn cười nữa hả mày? Tao giết mày, tao giết mày cho mày biết. Cứu con với má ơi. Cứu hả, tao cho mày tắm trà đá luôn nè. Trời ơi. Trời ơi bà mẹ nó. Thánh thần thiên địa ơi, nguyên một cái ấm nước vô mặt tôi rồi. Trời đất ơi, hai thằng âm binh dịch giật mày. Tụi bay chơi cái kiểu gì mà nguyên một ấm nước vô mặt tao rồi trốn mà. Dạ tao biểu. Cười á, cười cái lão nội mày chứ cười. Mày nhìn giùm tao coi tao có giống với con chuột lột chưa. Tại thằng quỷ nhỏ này nó tạt con trước mà. Tại ngủ hoài con kêu không dậy làm chi. Rồi tụi bay phá nhà tao ăn sao. Dạ đâu có. Con tung một chiêu hàng văn trưởng độc bá võ lâm mà. À dữ nha. Tung một chiêu hàng văn trưởng độc bá võ lâm hả mày? Vậy thì mày hãy xem nè, truy hồn cướp lừng danh của bản cô nương nè. Dạ thôi, cặp cao thủ võ lâm, kẻ hèn xin bái phục, bái phục. Biết không, biết không. Bởi má vậy làm sao má dạy nó cho được. Sao, bây giờ mày tính mày dạy khôn tao đó hả? Mày có nên thân nên dáng gì đâu mà mày nói nó. Công trình tao dạy cho mày cái tuyệt chiêu hai ngón để kiếm cơm. Đang làm ăn được tự nhiên cái đòi giải nghệ. Một hai mượn tiền góp mua xe đặng được chạy xe ôm. Mày khoái ôm quá mà. Chạy được bao nhiêu mà góp hết rồi. Bắt tao với thằng nhỏ nuôi mày cũng sặc máu luôn à. Cái nghề má dạy cho tôi không có thọ đâu. Không có vô tù gỡ lịch á thì cũng bị trời hại vì bất nhân thất đức đó. Anh rủa má con mình nữa má. Nè nè nè, mày đừng có chế dầu vô lửa nghe thằng dịch vật. Tao mai cái mép mày bây giờ à nghe. Mày đòi mày mai mép nó hả? Mày đừng mai. Mày mai mép của tao lại đây nè. Tại vì sắp chết đói tới nơi rồi. Mày muốn cho tao bỏ nghề chôn chĩa để mày nuôi. Vậy đó mà bây giờ mặt trời gần đứng bóng rồi, mày vẫn còn nằm đây ngái đều đều quên cả sự đời. Thế nào chiều nay bằng tiền góp mày cũng để cho tao lo. Hôm qua tôi trung mánh nên đã đóng luôn hai bữa tiền góp, còn dư ít nê tiền tôi định lát nữa bao cả nhà ăn. Mày tương tước mà. Má con hoàng lòng thì con với anh ông tầm má mèo. Xì ra đi ông con. Hồi đó giờ ông đâm thọt tôi dữ lắm mà. Ông có ưa tôi hồi nào đâu mà bày đặt tình thương mến thương. Thôi mà sư phụ, cho đệ tử xin lỗi đi mà. Mình đi karaoke nha sư phụ. Tao hát cả đêm qua muốn khàn cái giọng rồi, hát gì nổi nữa. Thì ra tối hôm qua mày về trễ là tại vì mày đi hát karaoke đó phải không? Anh ơi, hát cái chỗ mà má ưa hát đó. Trời đất, má cũng đi hát karaoke nữa hả? Ủa, nói vậy mày chưa biết sao? Vô cùng thiếu sót. Tao hát hay cho đến nỗi bà ba tò le đó. Bà nghe cái hơi ca tao cất lên một cái, con mắt bà nhắm hiếp lợi, cái miệng bà hả ra. Tự nhiên tao nghe một cái bóp, hàm răng giả của bà nó rụng xuống. Nói thiệt với mày nè, lạ lướt vài câu cho mấy con của tao nghe nè. Nghe nè nghe. Trời ơi, cho bà chảnh kìa. Nín mày. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng. Tôi xin ra tình tôi mở rộng. Gì vậy? Tao đương ca mà mày cười trọt trong họng tao mày. Trời đất ơi, ai ngờ má có một làn hơi một làn hơi con, hơi hơi sao con? Hiếm có. Hiếm có. Đặc biệt. Đặc biệt nữa. Má mà luyện một thời gian nữa thôi là bảo đảm. Sao? Bảo đảm sao con? Sẽ có người mời má. Trời ơi, sẽ có người mời má đi hát show hả con? Mời má làm gì? Mời má thổi bong bóng á. Bà mẹ mày chứ bong bóng. Hai
tờ đánh chạy đi đâu hả? Đứng lại, đứng lại. Chột lẹ anh ơi. Trời ơi, trời, trời. Ăn cướp, chột lại ai nói cho tôi ăn cướp. Ủa, cô đó hả? Xin lỗi cô nghe. Dạ không sao, con chào bác. Ờ, chào hả? Ủa, ai vậy mày? Khách mới của tôi đó. Vậy ha, mời cô vô nhà. Tại thằng Cơ nó mệt, nó ngủ quên. Cô đừng giận nghe. Nó chở cô đi liền bây giờ nè. Thôi tôi đi trước nha cô. Dạ bác đi. Sao cô nói bữa nay cô nghỉ làm mà? Chứ tôi có nói là tôi đi làm đâu. Tôi ghé đây á, tôi muốn nói với anh một chút chuyện. Vậy cô chờ tôi một chút nha. Anh đi đâu vậy? Tôi ngủ mới thức dậy chưa có đánh răng. Cô làm gì nhìn tôi dữ vậy? Bộ ngày nào anh cũng đánh răng kiểu đó đó hả? Đâu có. Tại tôi sợ cô chờ lâu nên mới tranh thủ như vậy chứ. Bộ cô tưởng tôi bê bối lắm hay sao? Cô muốn nói với tôi chuyện gì vậy? Tôi muốn hỏi chiều nay anh có rảnh không? Tôi làm nghề tự do mà, có ai bó buộc đâu. Cô cần gì cứ nói đi, tôi làm giúp cho. Mấy đứa bạn học cũ của tôi đang chuẩn bị thi đại học. Họ muốn thư giãn đôi chút nên chiều nay họ tổ chức họp mặt đông đủ bạn bè để cùng vui vẻ với nhau. Tôi xa mái trường đã hai năm nên cũng nôn nao không gặp lại mọi người. Tôi định nhờ anh đưa tôi đi họp mặt cũng như mọi ngày anh đón đưa tôi về. Của tôi là anh tài xế xe ôm, khách gọi thì đi chứ cô sợ chi phiền. Nhà của bạn tôi không gần, ở cuốc ngoài thị trấn. Sợ cuộc vui kéo dài khi về trời sẽ tối. Vậy là ý tới chỗ phải không? Anh đoán trúng phân nửa thôi. Tôi muốn anh chờ để rước tôi về, nhưng không phải chờ tôi như bác tài chờ khách, mà tôi muốn mời anh tham dự cuộc vui với tư cách là bạn của tôi. Trời đất, cô muốn mời tôi dự tiệc hả? Thôi thôi, cô làm ơn làm phước cho tôi xin đi. Sao vậy? Cô nhìn kỹ cái thân hình của tôi đi, vừa đen vừa xấu lại quê mùa thô lỗ. Cô dẫn tôi vô trong đó, chẳng khác nào cô muốn tôi làm trò cười cho bạn của cô. Tôi quen ngồi quán cóc bến xe, chứ mấy cái chỗ đó tôi không hợp đâu cô ơi. Anh Cơ, anh có biết là anh nói vậy tôi sẽ buồn lắm không? Nhưng thực tế là vậy mà cô. Cơ ơi, giá trị con người đâu thể hiện ra bên ngoài mảnh và những vật chất phù du không phải là đạo lý muôn đời. Dù thiên hạ chung quanh thường nhận xét qua nhân gian bên ngoài, nhưng em đã từng bị sóng đời xô đẩy trôi nổi bên bồng vui dập giữa. Đồng cảm sâu xa khi anh muốn giữ cho mình lòng tự trọng, và em đã một lần mang ơn anh cứu mạng thì đâu thể làm cho anh xấu hổ với mọi người. Cô nhớ mãi chuyện đó làm cái gì? Cứu một người con gái tay yếu chân mềm thoát khỏi bọn lưu manh, đó là việc làm nhỏ mọn mà bất cứ người đàn ông lương thiện nào cũng có thể làm được mà. Em muốn nhắc điều đó để anh yên tâm rằng em sẽ không để ai coi thường anh trước mặt em. Chẳng lẽ
quyền xem anh là bạn sao anh cơ. Cô Trinh à, tôi biết cô đã dành cho tôi tất cả lòng quý trọng, và lâu nay tôi vẫn xem cô là bạn của tôi. Nhưng Trinh ơi, cuộc đời luôn định thứ phân ngôi, mà những kẻ thấp hèn phải biết tự mình thủ phân. Tôi từ chối không phải vì tự ti mặc cảm, mà tôi không muốn làm cho thiên hạ giảm niềm vui. Cảm ơn cô có lòng đoái tưởng đến tôi, tình cảm đó tôi muôn đời ghi nhớ. Buổi tiệc chiều nay tôi ở ngoài đứng đợi, khi tàn cuộc vui tôi sẽ rước cô về. Nếu vậy thì thôi đi, để anh đứng chờ ở ngoài mấy tiếng đồng hồ làm sao tôi chịu nổi. Chiều nay á, anh khỏi cần đưa tôi đi, cứ để tôi đi một mình, tôi cũng về một mình. Lỡ gặp vô khôn vô đảng nó giết hại tôi hả, cũng để một mình tôi chịu, tôi không dám phiền tới anh đâu. Bộ cô giận tôi đó hả? Đàn bà con gái mấy cô thiệt là phiền phức à. Thôi được rồi, ý cô muốn sao thì tôi chịu vậy, được chưa? Anh nói thiệt hả? Không thiệt hả? Rủi cô xù tôi luôn, rồi tôi mất mối làm sao? Má, má à, sao tự nhiên má khóc om sòm vậy? Đánh lộn hả? Tao đâu có đánh lộn với ai đâu, chết tới nơi rồi. Tại sao chết? Mà ai chết? Tao chết, mày chết, cô này cũng chết, cả cái thị trấn này sẽ chết hết. Ý trời rồi. Má nói cái gì mà lung tung quá hả? Bây giờ má nín đi, bình tĩnh, nói có đầu có đuôi cho con nghe coi, được không? Tao nói hồi sáng này nè, tao chạy ra ngoài chợ á, tao nghe người ta bàn tán xôn xao, gương mặt người nào cũng thấp thỏm lo âu. Một nhà tiên tri vừa phán đoán mấy câu là cái thị trấn này sẽ xảy ra thảm họa, tất cả mọi người sẽ bị thiêu cháy thành tro. Chừa một ai, khắp cả vùng này sẽ thành bãi tha ma, tàn bạo hơn là lũ lụt thiên tai. Trời đất ơi, má nghe làm gì ba cái tin dịch? Đừng dội mắt mưu bọn mua thanh bán thần. Chắc họ có ý đồ đem tôi chi đây, nên mới tung ra những tin đồn như vậy. Con chắc tai nạn này sẽ không xảy ra đâu, vậy bác đừng nên hoảng sợ làm gì. Đâu có, ông ta cam đoan là sự thật. Nếu mà ông ta sao mà mọi người vẫn yên lành, thì ông ta sẵn sàng chịu cực hình, mặc ai tâm dằn hay xé xác ông ta. Ông nói vậy thôi, chứ gần tới ngày đó hả, ông trốn mất cho má coi. Mày đừng có nói cho sướng cái miệng mày nghe mày. Cả cái thị trấn này đó, ai cũng hồn phi phách tán ở trơn à. Mới nghe xong nha, 5 phút sau thôi, cả chợ gì vắng tanh vậy đó. Không biết chết giờ phút nào đây nè. Nam mô A Di Đà Phật, chết ai thì chết chứ chừa mình con sắm lợi nha. Đây là một thị trấn mới, dân tứ xứ tụ về phát quan dựng nhà làm rẫy. Phần đông họ ít học, nên mấy chuyện này họ dễ tin lắm. Không được, tao không muốn làm con ma thiếu đói đâu. Còn mấy bộ đồ mới đem ra bận hết, còn bao nhiêu tiền ha, tao đem tao xài hết. Còn con mẹ ba tò le nó còn thiếu tiền tao hả, để tao đi đòi mới được. Tới chừng mà tao chết rồi đó, ai trả nợ cho tao đây? Thôi tao đi. Má à, đừng làm vậy mà. Má, má. Chọn biết sao đêm dài, cho quen với nồng cây. Yêu
cho thấy bao lâu đài, chỉ còn vài trang giấy. Dẫu mực xanh còn đây ước cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn, thành mây thành khói cũng như không mà thôi. Thục Trinh, sao giờ này mới đến? Làm tôi trầm quá à. Trinh bận chút việc riêng, xin lỗi Châu nghe. Còn đây là... Giới thiệu với Châu và các bạn, đây là anh Cư, là ân nhân đã cứu Trinh và cũng là bạn của Trinh đó. Chào mấy anh chị, hân hạnh được quen biết anh Cư. Trinh có một món quà nhỏ, chúc các bạn năm nay sẽ thi đậu vào đại học. Trinh bài vẽ quá à. Anh Châu ơi, anh cho tôi xin lỗi nha. Anh có lỗi gì mà xin lỗi? Tôi có lỗi là để quên bàn tay của tôi trong bàn tay của anh lâu quá. À, tôi vô ý quá. Xin lỗi anh Cơ nha. Dạ, không sao. Nè các bạn ơi, Trinh có tội đến trễ, mình phải phạt Trinh hát một bài cho tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Các bạn có đồng ý không? Thôi được, Trinh sẽ chuộc lỗi của mình bằng bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng. Bài này Trinh xin được hát chung với một người bạn, đó là anh Cơ. Tôi hả? Tôi nghe anh hát mấy lần rồi, đừng có làm bộ nghe. Mất rồi tà từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, biết ai còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Xa biết bàn lòng ơi, mai đây xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chưa mong từng đêm gối chiếc, nỗi u hoài này ai có hay. Vắng xa người thương, màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần nhìn hoa thấy buồn người xưa. Biết đâu mà tìm. Tôi hát có khó nghe không vậy? Không có đâu. Tôi thán phục anh đó.
Anh giỏi lắm, anh ngon lành lắm. Các bạn, nãy giờ các bạn ca hát và khiêu vũ cũng đã mệt, sẵn để mấy anh nhạc công giải lao một chút. Mời các bạn cứ tản bộ trong vườn, một lát sau chúng ta sẽ nhập tiệc nha. Mình ra ngoài kia đi anh Cơ. Thục Trinh, tôi có chuyện muốn nói riêng với Thục Trinh. Cảm phiền một chút nghe anh Cơ. À, dạ không sao, tôi đi vòng vòng một chút. Ở đây nghe cô Trinh. Bữa nay Châu làm gì mà có vẻ trịnh trọng quá vậy? Tại sao bữa nay Trinh lại đưa anh Cơ đến đây? Châu quên rồi sao? Hôm trước tụi mình có giao hẹn với nhau là mỗi người phải đưa một bạn thân của mình đến chung vui. Trinh chấp hành quyết định của mọi người mà. Nhưng mà Châu, bản thân Châu không có mời ai hết. Sao vậy? Vì bạn của Châu là Trinh. Hả? Và Trinh phải đến đây với Châu, chứ không phải là với hắn. Anh Châu, Trinh đừng nói với tôi là Trinh không hiểu. Tuy đã gần 3 năm chúng ta không còn chung trường chung lớp, không cùng một lối về thủ thỉ chuyện buồn vui, không cùng đợi tiếng ve thương xác phường ngậm ngùi, không rạo rực bâng khuâng đón chờ năm học mới. Những khoảng cách giữa chúng ta đâu cách xa vời vời, mà con tim vẫn ngày đêm mong đợi để được cùng ai trao tặng tiếng yêu đâu. Tình yêu tha thiết, anh Châu, tôi không nghĩ rằng những gì anh đối với tôi là biểu hiện của tình yêu. Mình đều đang ở trong lứa tuổi vừa mới lớn, tôi còn gánh nặng gia đình, anh thì còn vất vả trên đường học vấn. Anh hãy sáng suốt hơn, đừng để sự ngộ nhận này làm dẫn đột đi tình bạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng Trinh mới là người ngộ nhận, nên mới làm ngơ trước một tâm chân tình. Hay đó chỉ là một lý do để che đậy lòng mình, vì trái tim Trinh đã thuộc về kẻ khác, nên mới phủ phàng dẫm nát tình tôi. Tôi không quen dùng chót lưỡi đầu môi, vì anh Cơ với tôi chưa một lời trao gửi. Chuyện của ngày mai thế nào chưa biết được, mà tôi chỉ biết rằng tôi không thể yêu anh. Trinh, Trinh đừng nói vậy. Chúng ta còn có thời gian mà. Tôi tin rằng tình yêu chân thành của tôi sẽ có một ngày được Trinh đón nhận. Tôi không có quyền khuyên anh bỏ cuộc, nhưng thật tình tôi không muốn mất đi tình bạn đẹp giữa chúng ta. Tôi thấy hơi mệt, chắc phải xin phép anh tôi về trước, vì ngày mai tôi còn phải đi làm sớm. Chào anh. Khoan đã, Trinh à, Trinh, Trinh. Anh Cơ. Ủa, cô Trinh, ngồi đây gió mát quá nên ngủ quên hồi nào không hay. Xin lỗi nha. Mình về nghe anh Cơ. Ủa, sao lại về? Chưa nhập tiệc mà. Anh Cơ à. Hay là anh Cơ cứ ở lại đây chơi, cũng sắp đến giờ nhập tiệc rồi, để tôi đưa Trinh về cho.
Ý, đâu có được. Cương vị của tôi hôm nay là người bảo vệ. Tôi đã nhận lời của cô Trinh, một người bạn thiết của tôi. Đưa cổ đến đây rồi đón cổ về luôn. Trinh đi tới đâu thì tôi đi tới đó. Nếu Trinh muốn về thì tôi phải đi theo, cho trọn lời hứa với nhau. Quả là một trang anh hùng má thương, đem tấm thân mình bảo vệ giấy nhân. Phong độ của anh chính tôi còn mến phục. Huống chi Trinh là một người tục nữ, sẽ coi anh như là một thiên thần. Anh nói vậy tôi chớ, tôi đâu là một thiên thần, cũng không phải đấng anh hùng, mà tôi chỉ là anh chàng trai teo. Vừa quen biết nhau thôi, hai anh đừng tranh luận làm gì. Được khỏe trong người, cháu còn bạn bè đừng vướng bận gì tôi. Phải đó, bạn bè anh đang chờ ở trọng, bỏ bạn giữa chừng khó coi lắm đó. Tôi sẽ đưa cô Trinh về tới nhà một cách an toàn, anh yên tâm đi. Thôi mình về đi anh Cơ, tạm biệt nha Châu. Tôi về nghe anh Châu, mai mốt có đi xe ôm nhớ kêu tôi nha. Chỗ quan biết tôi ăn giá rẻ thôi, anh đừng có ngại. Thôi về đi mà. Dạ xin lỗi cô. Ủa gì? Thưa bác có sao không bác? À, bác không có sao. Các cháu hả? Má sao vậy? Nó là... Dạ ảnh là anh Cơ, bạn của con đó bác. Tên Cơ. Dạ Cơ. Không, con không phải tên Cơ. Tên của con là Tô Châu. Là Tô Châu mà. Tô Châu con. Má nói gì lạ vậy? Tô Châu là con đây. Con là con của má đây mà. Dạ phải đó bác, ảnh là Tô Châu. Bác còn gọi Tô Châu nào nữa? Không, mặt này, dốc dáng này, má không có lầm đâu. Châu, con hãy nói thật cho má biết đi. Con không phải tên Cơ, mà con chính là Tô Châu. Con là con của má mà. Không phải như vậy không? Dạ không, con tên Cơ. Em của con tên là Rô. Nếu ba con không chết thì con đã có hai đứa em nữa, tên là Chuồn, tên Bích. Con không phải là con của bác đâu. Mẹ con bà này không được bình thường. Mình về lẻ đi cô Trinh. Đi. Bác không khỏe. Anh Châu, anh đưa bác vô nghỉ đi. Dạ, thưa bác con về. Dạ, con cũng về. Không, con đừng bỏ má mà. Tôi Châu. Má sao vậy má? Má. Kìa má, sao má không nằm nghỉ đi? Má ngồi dậy làm gì cho mệt? Má Châu đó hả con? Má khỏe chưa má? Má đã khỏe rồi. Bạn bè của con về hết rồi hả Châu? Dạ về hết rồi má. Hồi nãy má làm tụi con sợ muốn chết nè. Con pha sữa cho má nè. Uống đi rồi nằm nghỉ nghe má. Con để đó cho má. Tô Châu à? Dạ. Con hãy nghe má hỏi, cái cậu Cơ hồi chiều là con cái của ai? Nhà của nó ở đâu? Con quen với nó hồi nào? Mà tại sao bây giờ má mới gặp vậy con? Con biết ảnh trước má độ hơn một tiếng đồng hồ thôi. Ảnh là bạn của Trinh, nên lai lịch của ảnh thế nào con cũng không có biết. Nếu vậy thì sáng mai con phải đưa má tới nhà của Trinh, để má nhờ Trinh giúp má tìm ra tung tích của nó. Má ơi, bữa nay tự nhiên má làm cho con khó hiểu quá. Má cứ luôn miệng gọi người ta là Tô Châu này Tô Châu nọ, trong khi con chính là Tô Châu, luôn ở bên cạnh cô xa má bao giờ.
Má bảo với con á, là từ ngày ba con mất, má ở vậy tới giờ để nuôi lớn khôn con. Vậy mà má lầm lẫn là sao? Má đâu nỡ nào nói ra chuyện buồn đau dấu chặt trong lòng từ 20 năm qua. Rồi hôm nay cuộc tao ngộ bất ngờ, má tưởng chừng như mình lạc giữa chim bao. Má, má bảo rằng đã giấu con chuyện buồn trong cuộc đời của má. Chuyện đó thế nào vậy má? Má nói cho con nghe đi má. Nói đi má. Má. Châu ơi, những gì con biết về má hoàn toàn không phải là sự thật. Vì thương con cho nên má đã dối con. 20 năm trước đây, ba của con là một nhà văn được mọi người say mê ưu ái, đã làm rung động con tim biết bao người con gái bằng ngòi bút tài hoa với tên gọi Đông Hồ. Cái tên mà má đã thề chôn sâu vào tận đáy quan mồ, chính sự nghiệp văn chương đã cướp đi nguồn hạnh phúc, xô má vào trong cảnh hững hờ tẻ lạnh gối. Nhiệm má thì tuyệt vọng đau buồn, anh hai con thì mới vừa lớn 2 tuổi. Vì cố chấp nhỏ nhen và lòng ích kỷ, ba con đã làm cho ngựa nghiêng sụp đổ một gia đình. Má, nói vậy con còn có một người anh và ba con. Ba con bây giờ ở đâu vậy má? Má cũng không biết nữa. Lúc đó vì nóng giận hồ đồ, trong một cơn say rượu mà ba con đã đem anh hai của con cho một người xa lạ. Khi ông ấy ân hận thì đã muộn màng, anh hai con thì mất tích. Má đã thề với ba con rằng nếu không tìm được anh con thì trọn kiếp này má sẽ không cho mấy nhìn mặt của má nữa. Và trong những ngày về ngoại cũng lánh mặt, má mới hay rằng trong người của má đã hình thành nên sự sống của con. Má ơi, con không ngờ đâu cuộc đời của má lại mang nhiều quân khúc, chôn giấu trong lòng gần 20 năm qua. Nhưng giữa biển người trời đất bao la, nhục tình thâm có mong gì tao ngộ. 20 năm biết bao là thay đổi, làm sao má nhìn ra được núm ruột đã chia lìa. Con lâu nay mà không muốn nhắc đến chuyện này cũng vì lẽ đó. Nhưng khi nhìn thấy cậu Cơ thì lòng của má lại hy vọng tràn trề. Châu à. Dạ. Con hãy nhìn kỹ tấm ảnh này đi, con xem nó có giống với cậu Cơ không con. Ảnh của ai vậy má? Là ảnh của ba con đó. Gương mặt của cậu Cơ giống hệt là ba của con. Giống thì cũng có giống, nhưng mà má à, trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà má. Không, linh tính cho má biết là má không lầm. Châu con. Dạ. Nếu như mà con thương má thì con phải giúp má. Nếu không tìm ra sự thật thì má không thể nào mà sống yên được đâu con. Má, con có nghe má nói gì không? Dạ có. Má cứ bình tĩnh đi má. Thôi được, ngày mai con sẽ nhờ Trinh đưa má tìm nhà anh Cơ. Nhưng con nói trước à, nếu sự thật đó không phải là anh con thì má không được vì thế mà đau khổ tuyệt vọng mà nghe. Được rồi, má hứa với con. Châu ơi, má cảm ơn con nhiều lắm, má cảm ơn con nhiều lắm. Má,
Chào bác Tám. À, chào cháu. Hôm nay bác không vô rừng sao mà giờ này còn ở đây sửa hàng rào vậy bác? Gần đây chợ búa ế ẩm, cái thằng cha tiên tri mắc dịch nào đó, nó tung cái tin đồn quái ác, làm cho thiên hạ hoang mang, chẳng còn ai thiết gì mua bán nữa. Cái thị trấn vốn nó đã thưa vắng rồi, bây giờ lại càng vắng vẻ hơn. Người ta đồn như vậy, bác có tin không? Bác sống ở đây gần hết một đời người rồi, có chuyện gì mà bác chưa từng trải qua đâu cháu. Cái thỏ mà nơi đây là rừng thiên nước độc thì cứ đêm đêm bác nằm nghe tiếng thú dữ kêu gào, hòa với những âm thanh như tiếng vọng từ quỷ ma. Ban đầu bác cũng quen mang, nhưng rồi cuộc sống cứ quen dần, khắp trong rừng núi xa gần, nơi nào bác cũng đặt chân. Cảnh vật đã quen thân, đến nay bác vẫn yên lành, nên bác không tin rằng có điều quyền quý u linh. Chính vì bác là người rất tự tin, từng trải qua bao biến cố trong đời, nên đã kiên ảnh đồng hồ hết lòng hết dạ tình yêu. Nó là một nhà dân say mê tìm thực tế cuộc đời, cũng là để trả nợ đời bằng cả bầu tâm huyết. Nhưng bác vô cùng thương tiếc cho cuộc đời của một tài năng đang sáng tựa chân chân, thì trời sống động chớp dân. Đó là cái giá phải trả cho sự đam mê. Nếu trước kia anh biết dung hòa giữa gia đình và sự nghiệp thì có lẽ đã không có kết cuộc như hôm nay. Thôi cháu à, dù sao thì nó cũng không còn. Bác cháu mình khơi lại chuyện xưa, chỉ tội nghiệp cho vong hồn của nó. Bác nhờ con Thu nó đi chợ để bác vô pha cà phê cho cháu uống nha. Dạ không cần đâu bác, con mới uống một ly cà phê hồi hừng sáng rồi. Bây giờ con phải đi liền, trưa con không về ăn cơm, bác với con Thu đừng có đợi. Sáng nay bác mới nói sinh hoạt hàng ngày của cháu sao mà nó khác lạ với mọi người. Ban ngày thì lang thang khắp đầu trên xóm dưới, còn ban đêm thì lại trong đèn ngồi viết cho tới khuya. Bác sợ đây rồi cháu bị ốm đau, có làm gì cũng nên giữ sức khỏe của mình, đừng để con thương nó buồn lo tội nghiệp. Một tháng ở đây con phải hoàn thành cho kịp, công việc này đây là tâm huyết trong đời, đến khi con thực hiện xong rồi thì đâu thiếu gì những ngày được nghỉ ngơi. Ông bà mình nói ăn chắc mặc bền, chỉ sợ công việc chưa thành mà cháu ngã bệnh thì tiếc lắm. Bác không hiểu việc làm của cháu nên chỉ khuyên vậy thôi, có gì không phải thì cháu đừng có phiền bác. Dạ con cảm ơn bác không hết, chứ sao lại phiền. Nhưng công việc thì nặng nề, mà thời gian thì quá ngắn, nên con phải cố gắng làm cho kịp. Sức khỏe con còn tốt lắm, bác đừng lo. Bác lo không bằng con gái của cháu đâu. Mấy ngày nay nó cứ than vãn với bác hoài á. Ơ kìa, mới nhắc là nó về tới rồi kìa. Thưa ông Tám, thưa ba, con mới về. À, con có nhớ mua thuốc cho ông không? Dạ có. Ủa, bác bệnh sao vậy bác? À, thì bệnh già đó mà, hãy trời trở gió nó ê ẩm cả người à. Thôi, hai cha con ở đây nói chuyện, bác ra đằng sau một chút. Thu à, con cũng lo phụ việc nhà cho ông Tám đi, ba phải đi công chuyện, chiều ba mới về, ở nhà nghe con. Khoan, ba khoan đi đã. Con muốn hỏi ba. Con muốn hỏi chuyện gì vậy con? Ba, người tiên tri mà thiên hạ đang đồn đại, có phải là ba không ba? Hoài Thu, ba trả lời cho con biết đi, có phải hay không hả ba? Thì
phải. Nhưng mà con, tại sao, tại sao ba lại làm như vậy? Tại sao ba đem cả mạng sống của mình ra bảo đảm cho một lời tiên đoán du dơ mà chính bản thân ba cũng không tin đó là sự thật? Ba không còn nghĩ gì đến con nữa, ba không còn thương con nữa sao ba? Kìa Hoài Thu, con nghe ba nói nè, trên đời này chỉ còn có mình con là người thân duy nhất. Ba thương con còn hơn bản thân ba nữa con. Ba nói dối. Ba thương con, ba nói ba thương con mà lại đem mạng sống của mình đi bán rẻ. Hoài Thu, ba nói ba thương con mà ba đang sẵn sàng biến con thành một kẻ mồ côi. Mười mấy năm nay con đã không còn mẹ nữa, chỉ có mình ba ấm nồng như ngọn lửa. Xưa băng giá lạnh lùng định chuyện riêng tư thì ba đã biết bao đêm muộn phiền trăng trở. Cứ nghe con gọi tiếng ba ơi là cõi lòng ba nghẹn ngào nức nở cho lệ xót xa rai rứt ở tâm. Thì cõi cành cũng đâu thể nào quên nghĩa đất cương mang. Huống chi đây là hoài bão kiếp dân nhân để tặng cho đời với cả niềm tâm quyết. Ba học ở người ta một niềm tin mãnh liệt để thực hiện cho xong một ý nguyện sau cùng. Được, vậy thì ba nói đi, là gì, của ai? Con đang có nguy cơ phải mất đi một người cha yêu kính, thì lẽ nào con lại không có quyền được biết rõ sao ba? Hoài Thu, con sẽ được biết, nhưng không phải bây giờ con mà. Ba nói vậy có nghĩa là con bị đặt
vào một chuyện đã rồi, và con không có quyền chọn lựa, phải không ba? Ba ích kỷ lắm. Ba nhân danh cho một lời thề thiêng liêng cao cả, rồi ba buộc con phải làm nó trước một thâm tình cũng cao cả thiêng liêng. Để ba thì được, còn con thì phải mất. Trong sự hoang mang và lo lắng vô chừng, nếu như ba biết bảo vệ lời thề thì khi mẹ con mất đi, sao ba không bỏ con vào khu nhi viện? Lúc đó con còn đang ngây thơ khờ dại thì nỗi đau này chắc hẳn nhẹ nhàng hơn. Ba cũng không biết quyết định nuôi con cho đến bây giờ là đúng hay sai, nhưng với trái tim của một người cha, ba thấy mình không có quyền bỏ rơi một đứa con khi nó còn thơ dại. Con không muốn tranh luận với ba về vấn đề đó nữa. Nhưng mà con gian ba, con xin ba, ba hãy cho con biết hết sự thật đi ba. Nếu như con phải sống từng ngày trong tâm trạng của một kẻ sắp mất cha mà không rõ lý do thì oan ức cho con lắm ba ơi, tội nghiệp cho con lắm mà ba. Thu, con đừng khóc nữa. Thôi được, ba định khi nào xong công việc ba sẽ nói cho con nghe. Nhưng đã thế này thì ba cũng không còn giấu con làm chi nữa. Ba Hoài Thu, con hãy ngồi xuống đây. Như con đã biết, năm lên 10 tuổi, ba đã mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, không người thân thích. Ba sống lang thang đói khổ, lúc thì ăn xin, khi thì trộm cắp của người ta. Và như một sự sắp bài của định mệnh, có một cậu bé con nhà giàu có, lớn hơn ba vài tuổi, đã cho ba ăn bánh, dẫn ba về nhà và nặng nặc đòi cha mẹ phải nhận nuôi ba. Cuộc đời ba đã sang trang từ đó. Ba được nuôi ăn học đàng hoàng. Rồi 10 năm sau nữa, ông bà nội nuôi của con lần lượt qua đời, bác nuôi của con cưới vợ, sự nghiệp văn chương của bác sớm nổi danh, và mầm mống của thảm trạng năm xưa cũng bắt đầu từ đó. Do
Chị hai. Ủa Truyền, sao em lại về đây? Còn vợ em đâu? Dạ, vợ em đã sanh rồi. Vậy à? Sao, vợ em có khỏe không? Cháu trai hay là gái vậy? Dạ, con gái. Con gái? Dạ, vợ em cũng khỏe lắm. Còn con gái của em hả? Trời, nặng gần 4kg đằng đó. Dữ vậy đó. Dạ, nó bụ bẩm và dễ thương lắm đó chị. Ừ, chị chúc mừng cho vợ chồng em đó. Vài hôm nữa chị khỏe, chị sẽ vào thăm vợ con em nghe Truyền. Thôi đi, chị đang bệnh mà, cứ nhà nghỉ ngơi đi. Chắc cũng vài bữa nữa là em đón mẹ con nó về rồi. Nghe nói em thích con trai lắm, vậy mà vợ em lại sinh con gái. Sao, có thất vọng không em? Thích đó thì thích vậy, nhưng con gái hay trai á thì nó cũng là con, do mình tạo ra nó bằng cả niềm khao khát. Đâu lý do nào mình lại gian chê mà em đang vui sướng tràn trề. Lật đật chạy về đây á, gặp anh chị để báo tin, để cùng em chia sẻ niềm vui. Vậy thì kể từ nay á, em nặng nề bổn phận, săn sóc ân cần cho cả vợ và con. Vợ con em là tất cả trên đời, lẽ nào em lại vô tâm? Người đàn ông vô tâm em đã từng thấy mà. Chị hai à, chị muốn nói anh hai chứ gì. Đúng là anh cũng đáng trách thật, nhưng xin chị hãy thông cảm cho anh. Ở một khía cạnh nào đó, anh đã là người của muôn người. Làm vợ của một nhân tài đôi khi phải chấp nhận thiệt thòi đôi chút chị à. Thiệt thòi đôi chút? Mai mỉa cho chị quá. Từ ngày bé Tô Châu ra đời cho đến nay, và có lẽ cho đến mãi sau này, muốn tìm một hạnh phúc thật sự đối với chị không còn dễ dàng gì nữa đâu em. Chị đừng bi quan quá. Mơ ước thì vô chừng, nhưng sự đam mê thì có giới hạn. Em tin một ngày nào không xa, anh Đông Hồ sẽ biết được sự thiếu sót trong bổn phận làm chồng. Anh sẽ lo cho mẹ con chị thật ân cần và chu đáo. Nè, hai chị em đang nói xấu gì tôi đó? Dạ đâu có, chị hai đang chúc mừng vợ chồng em đó mà. Chúc mừng mà chuyện gì? Em mới báo cho anh biết tức thì, anh quên rồi sao? Anh quên, cứ mãi lo trao đổi với bạn bè nên tin mừng của em anh quên mất. Em về báo tin cho anh chị biết. Bây giờ em phải vô với vợ em. Xin phép anh chị em đi. Anh chị chúc mừng em nghe Truyền. Dạ, cảm ơn anh chị. Cúc Phương nè, em chuẩn bị cho anh mấy bộ quần áo, lát nữa anh đi lên Bác Tám vài ngày. Anh lại đi nữa sao? Bác Tám là người rất hiểu biết về cuộc sống. Anh cần bác giúp anh hoàn thành tác phẩm mới này em à. Nhưng mà em đang bệnh mà. Anh biết, nhưng em chỉ cảm nhẹ thôi. Hôm qua Truyền nó đã mua thuốc cho em rồi. Em cứ uống thuốc và nghỉ ngơi cho khỏe. Đổ vài ba hôm, Truyền nó sẽ đón vợ con về. Nó sẽ thay anh săn sóc mọi bề. Công việc này đâu có gì xa lạ. Không có anh thì có nó cũng vậy thôi. Anh nói vậy mà sao anh không có biết ngượng miệng? Trong khi anh là chồng, còn tôi là vợ. Săn sóc vợ mình lại nhờ kẻ khác làm thay. Nó là đứa em còn thân hơn cật ruột nữa. Bản chất thật thà có gì đâu em ngại. Con người của nó ra sao thì tôi đây rất rõ. Có thể nói rằng tôi hiểu nó hơn anh. Vì nó gần tôi và chăm sóc ân cần, mà lẽ ra đó phải là bổn phận của anh. Như vậy thì em còn đòi hỏi điều gì khi đã có người chăm sóc thay anh? Phải, nó lo cho tôi không thiếu sót chuyện gì. Ngày mà tôi chuyển bụng, nó đưa tôi đi nhà bảo sanh. Khi mẹ tròn con vuông thì cũng nó đón tôi về. Tôi buồn thì nó an ủi, tôi đau thì nó lo lắng thuốc men và chăm sóc cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Tất cả những chuyện đó đều do anh bảo nó làm. Anh có thiếu bổn phận đâu mà em phiền trách anh. Không, không phải tôi phiền trách, mà là tôi bất bình. Tại sao? Vì nó không phải là chồng tôi.
Còn tôi là vợ của anh, tôi là vợ của anh chứ tôi không phải là một thứ đồ vật mà anh nhờ người ta chăm sóc. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi rồi, anh có nghe chưa? Cúc Phương, tại sao em không chịu hiểu cho anh? Tại sao em không thể cùng anh nâng bóng ước mơ mà cả đời anh đang khao khát? Để mai sau sự nghiệp của anh nở đầy hoa thơm ngát thì em đã có công gieo hạt mầm. Anh không để sự hy sinh kia chìm lắng giữa âm thầm, cạnh cái tên đông hồ mà mọi người ngưỡng mộ, họ phải biết tấm lòng và đức độ của Cúc Phương. Em đã cho chồng tất cả tình thương để sánh vai nhau bước chung đường hạnh phúc. Đừng dối làm cho bên bờ kia vẫn đục vì chút nhỏ nhiên đòi hỏi thương tình. Anh cũng biết đó chỉ là đòi hỏi thương tình, vì mà bản thân của anh không bao giờ anh bù đắp được. Chẳng lẽ trong cuộc đời không có gì quan trọng hơn những nhu cầu bé nhỏ đó sao em? Anh đông hồ, với tham vọng của anh thì tất cả mọi thứ trên đời này cũng không có gì mà so sánh được. Anh muốn nổi tiếng, anh muốn được mọi người tôn sùng và nhớ mãi tên anh. Còn một ánh mắt nhìn tha thiết, những lời tâm sự thì thầm khi nằm gần bên nhau, đó là những chuyện bình thường đơn giản nhất mà trọn đời tôi không có được bao giờ. Tôi sợ rồi sẽ có một ngày anh sẽ quên mất bên anh còn có tôi hiện hữu. Đời của tôi như một em đã thổi phồng sự việc một cách quá đáng. Cuộc sống của con người không chỉ với những vòng tay hay ánh mắt là đủ đâu em. Anh còn có sự nghiệp của anh. Con người ta sẽ có được cả hai nếu họ biết dung hòa và đè nén niềm tham vọng. Có thể là anh không sợ mất tôi, nhưng tôi lại sợ sẽ đánh mất bản thân của mình. Tôi sợ đến một lúc nào đó tôi quá cô đơn tuyệt vọng thì sự chân thành của người bên cạnh sẽ làm rung động trái tim của tôi, anh biết không? Anh cười cái gì? Có đáng để cho anh cười đâu. Anh đồng hồ, đã đến lúc chúng ta cần phải nói thẳng với nhau. Anh nghe đây, anh nghe đây, nếu sau 3 năm sống đời chồng vợ mà chúng ta không nhìn chung một hướng thì tốt hơn hết là ta nên ly dị đi. Thôi đi bà xã ơi, đừng có đem đoàn mới ra tấn công tôi nữa. Nè, một lát ăn cơm xong ngủ một giấc cho tới chiều á là em sẽ quên hết cho mà coi. Em không giúp anh á thì để một mình anh soạn đồ lấy vậy. Đừng có gây nữa. Nè, anh đi độ một tuần lễ rồi anh về. Anh đồng hồ, anh đồng hồ. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Tôi biết làm sao nữa đây nè trời. Xin bà con cô bác giúp đỡ cho kẻ tật nguyền này. Cầu xin bà con cô bác ơi,
lại ông đi qua lại bà đi lại, thân tôi tàn phế tật nguyền không người thân thuộc. Xin hãy mở rộng lòng nhân bố thí chút cơm thừa cánh cặn, tấm lòng bác ái đất trời phù hộ. Lại ông đi qua lại bà đi lại, lại cháu đi ngang bà mẹ, cái số gì mà đi ăn xin cũng khó nữa. Giả đuôi cũng không ai ngó, giả què cũng không ai nhìn, bây giờ tới giả cùi cũng trầm lặng im hơi. Có một thân một mình mà cũng đói lên đói xuống. Bà mẹ nó, chắc kiếp trước tôi sanh nhầm gì sau chỗ trà hay gì nè. Dạ, dạ, lại ông đi qua lại bà đi lại, lại cầu làm ơn bố thí cho con dài đồng bát lẻ sống quê ngày. Con khổ lắm ông. Ủa, cậu ơi. Ủa, bà sao vậy? Mới thấy đứng sần sẩn đây sao mà tự nhiên té nhà xuống đất vậy? Dạ, tại vì con đói quá cậu ơi. Ủa, em đói quá cậu ơi. Mấy ngày nãy rồi không có một hộp cơm nào ở trong bụng, tay chân em nó run rẩy hết trơn à. Em đứng không nổi nữa cậu ơi. Trời ơi, tội nghiệp hôn. Bộ mấy ngày nay bà không xin được đồng nào sao mà chịu đói vậy bà? Cậu nghĩ coi, ăn mày mà tụi nó cũng còn chia phe chia đàn, cái chỗ chợ búa đông người thì bị nó chiếm hết trơn. Tôi mon men tới gần thì bị nó dập tà tư. Tôi giận lắm, nhưng chỉ có một mình nên đành chịu lấy. Chỗ mà tôi có quyền tới lui thì tường cao cổng kinh, có gian sinh đến lạc giọng khàn hơi thì cũng không ai để thương. Nhiều khi tôi muốn nhảy xuống sông để mà tự hủy thân mình, nhưng có lẽ kiếp trước tôi đã làm nhiều chuyện ác nên tự tử 8 lần rồi mà tôi vẫn sống nhăn răng như nè. Tôi thì nở đời còn dai dẳng đeo mang, tôi phải lang thang để đền sống nghiệp chướng. Nếu thiên hạ không còn ai đối tượng thì cũng đã giúp tôi trả nợ đời. Thật là tội nghiệp cho bà quá. Thôi, bà đừng khóc nữa. Đây nè, tôi còn một ít tiền biếu cho bà tạm sống qua ngày, bà cầm lấy đi. Ủa, trời ơi, bộ cậu cho tôi hết số tiền này hả? Bà sao vậy? Bà đã cầm hết trong tay rồi, không lẽ tôi đòi bớt lại sao mà bà hỏi? Thôi, bà đi mua cơm ăn đi, coi chừng đói rồi té xỉu nữa bây giờ. Tôi phải vô nhà đây. Trời ơi, cha mẹ ơi, gặp với dân phò hổ rồi, dân xộp rồi. Tôi đi xin cả chục ngày cũng không được bằng cái số tiền này. Trời ơi, cái nhà hết ý. Trời ơi, cái nhà sao mà nó lộng lẫy cao sang, còn ông chủ thì thôi xộp hết biết. Vậy là từ nay cũng năm bùng binh này đã có chỗ nương thân rồi. Bây giờ đi kiếm ăn á, rồi tới gầy sòng cho nó đã. Trăm năm trăm tuổi mãi
rồi một chồng. Dẫu ai theo phương không có khóa cửa, em cứ vô đi. Ủa, sao chị biết em tới đây vậy? Anh hai của em có bao giờ về đúng hẹn đâu. À, Truyền à, vợ em còn non ngày tháng, sao không ở nhà lo cho nó? Em qua đây làm gì vậy? Thấy bệnh của chị cứ dai dẳng hoài à, em định qua đây đưa chị đi bác sĩ, để em bồng cháu nó qua nhà cho vợ em nó giữ. Em đưa chị đi khám bệnh nghe chị. Không cần đâu em à, chị muốn sửa soạn một ít đồ, lát nữa cháu nó thức dậy chị sẽ bọc cháu nó về bên ngoài. Hả chị hai? Bộ chị muốn... Chị không còn cách nào khác nữa. Anh Đông Hồ đã không còn đoái hoài tới chị, chị không thể tiếp tục sống chung với ảnh nữa đâu Truyền ơi. Chị hai à, đó không phải là cách giải quyết tốt đâu. Chị hãy bình tĩnh, đừng quá vội vàng, để rồi ân hận đó chị hai à. Truyền ơi, hiện giờ đây lòng của chị đã ngậm ngùi ân hận khi đã trao gửi cuộc đời vào hiu quạnh đơn côi. Bao khát khao giờ đã liềm chôn rồi, khô nước mắt gì khóc thầm trong đêm giăng. Chỉ yêu những lời văn dịu dàng như giọt sương hạt nâu. Ngây ngất giữa đam mê nên trao tặng tâm chân tình. Là lâu nay chị tuổi buồn nhiều lắm. Tuy anh hai có lơ là trách nhiệm, nhưng em biết là anh không hề quên bỏ chị đâu chị hai à. Hôm trước chị đòi ly dị, anh vẫn phớt lờ không có nghĩ ngợi gì hết. Chị biết chị không còn giá trị gì ở trong lòng của anh nữa đâu Truyền ơi. Chị hai ơi, nếu thời gian qua tâm hồn chị đã cố cằn mòn mỏi, sức chịu đựng không còn để theo đuổi những ngày sau,
thì chỉ nên để lòng thương cho bé Tô Châu, rồi nó sẽ ra sao khi sống đời côi cút. Thôi thì hãy vì con mà nhẫn nhục, rồi sẽ vượt qua những cay đắng trong đời. Và khi ánh đông hồ đã bừng tỉnh cơn mê, nhìn lại tháng ngày chỉ âm thầm chiếu đừng, thì chính anh sẽ là người ân hận. Anh sẽ đền bù những mất mát hôm nay. Truyền ơi, chị đã mệt mỏi lắm rồi, chị không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa hết. Chị chóng mặt quá. Em cứ về đi, em về mà lo cho vợ em đi. Chị muốn nghỉ một lát. Chị Hai à, chị đang mệt thì làm sao em dám bỏ chị một mình được. Để em dìu chị nằm nghỉ, rồi em đi mời bác sĩ đến khám cho chị nha. Chị đã nói là chị không có sao mà. Đó, đó thấy không, chị ho nhiều quá à. Chị đừng có cãi em, để em kê gối cao hơn cho chị đỡ ho, rồi em đi kêu bác sĩ. Cúc Phương ơi, anh... Anh Hai, anh mới về. Chị Hai thấy chưa? Vậy mà chị nói là anh Hai không bao giờ về đúng hẹn. Có thể là anh không sợ mất tôi, nhưng tôi lại sợ sẽ đánh mất bản thân mình. Tôi sợ đến một lúc nào đó tôi quá cô đơn tuyệt vọng, thì sự chân thật của người bên cạnh sẽ làm rung động trái tim tôi. Nếu sau 3 năm sống đời chồng vợ mà chúng ta không nhìn chung một hướng, thì tốt hơn hết là ta nên ly dị. Ly dị? Anh Hai, anh đừng nhắc chuyện đó nữa mà. Nếu không nhắc thì làm sao giúp cho hai người khỏi âm thầm lén lút? Nếu không nhắc thì làm sao hai người có thể công khai mà chung sống bên nhau? Hả? Anh Hai, anh nói gì? Tôi đã coi thường câu nói của cô, vì tôi tin rằng cô sẽ không bao giờ phản bội. Tôi tin tưởng thằng em mà tôi yêu quý sẽ không bao giờ dẫm đạp tấm lòng tôi. Tôi đã lầm, tôi đã lầm. Anh nín đi. Cô làm chăng là chị em tôi đây nè. Tôi đã lầm nên đi phí đi một quãng đời xuân sắc. Truyền nó cũng lầm anh, cho nên nó một lòng tận tụy săn sóc cho tôi là để bù đắp cho anh. Để cuối cùng rồi Những kẻ vì anh mà chịu đựng thiệt thòi, nay lại còn được anh gán cho cái tội lỗi xấu xa hẹn hả này sao? Tôi không muốn nghe. Vì đôi mắt của tôi đã nhìn thấy rõ. Nhưng mà lương tâm của anh thì đã mù rồi. Anh đã mù rồi. Chị Hai. Anh Đông Hồ, anh đã lầm rồi. Chị Hai đang đau nặng, anh hãy mau kêu chị ấy lại đi. Nhanh lên. Mày cũng đi theo cô ấy luôn đi. Kể từ hôm nay, tao không muốn nhìn thấy mày cạnh bên tao nữa. Mày đi đi. Đau hết rồi, Cúc Phương đâu? Em đâu rồi Cúc Phương ơi? Em đâu rồi Truyền ơi? Sao hai người nỡ bỏ tôi mà đi? Tôi đã mất vợ rồi, tôi đã mất đứa em trai của tôi rồi. Truyền ơi, Truyền ơi, Cúc Phương ơi. Họ nắm tay nhau mà đi xây hạnh phúc rồi, họ yêu nhau bao giờ mà sao tôi không biết không hay.
Từ trước đến nay tôi có viết ra một nhân vật ngoại tình nào đâu mà hai người học lấy. Mà chuyện ngoại tình cần gì phải học, lửa gần sớm lâu ngày nó cũng cháy bùng thôi. Cháy đi, cháy đi, cháy hết đi, hãy bùng lên mà thiêu cháy những tâm hồn cuồng điên ngây dài. Đã xa vào đam mê dục vọng, lửa bừng cơn ác mộng, cho mấy âm ngày xưa thành ra đống tro tàn. Mới lần đầu ta nuốt dội miên cay, cho đất trời như đảo lộn, vùi chôn đi cái thực tại đau buồn. Thần xuống tận âm cung, nhốt vào trong địa ngục, đem những bầy ngã quỷ xài lang đặt lên trên chín tầng mây, cho trăng đen thị vị đảo lộn, để cho nước mắt nụ cười hòa chung cùng nỗi khổ niềm vui. Cháy hết chưa? Cháy hết chưa? Nếu chưa thì tao nuốt mày vô để cho ruột gan phèo phổi của tao cháy trước. Ủa? Sao bữa nay ông chủ nhà không đóng cửa kín mít vậy kìa? Nhà cửa sao vắng hoe? Ê trời đất ơi! Thần lưu linh ở đâu mà xuất hiện giữa ban ngày vậy trời? Bèo nhèo bẩm nhẩm dày đây, chắc là làm giường hay tài xế chứ gì. Chú em ơi, chú em, cho chị hỏi thăm chút coi chú em. Ai chú? Ai em? Trời đất ơi, quắt cần câu rồi còn bày đặt bắt bẻ nữa. Làm ơn cho tôi hỏi ông chủ có ở nhà không chú em? Chết rồi, thằng chủ nó chết rồi, hỏi làm chi? Chết? Vô lý. Tôi mới gặp ổng cách đây có mấy ngày thôi mà, sao mà chết lẻ làng vậy được? Mới chết rồi sáng này thôi, vợ nó bỏ theo trai, nó buồn nên nó tự thiêu mà chết. Trời ơi, tội nghiệp dữ không? Ơi, ông chết rồi thì còn ai mà bố thí cho tôi đây nữa nè trời. Ông chủ sộp của tôi ơi, ông chủ sộp của tôi ơi. Tôi nhức đầu quá, bà làm ơn đem nó đi giùm tôi. Ngoài nó ra tôi không có gì bố thí cho bà hết. Nó không còn cha mẹ nữa, bà bồng nó đi mau đi. Chưa thấy nào vô duyên hơn thằng này. Tiền không cho mà đem cho nhỏ cho tôi làm gì đây? Ý, đúng rồi, lại một sáng tạo mới. Có con mọn bồng trên tay, thiên hạ dễ động lòng bố thí. Biết đâu mai này nhờ nó thì sao? Dạ, ông cho tôi bồng liền chứ sợ ai. Ôi, nín như con ơi, má bồng con đây nè. Ôi, nín rồi, nín khe rồi. Chắc má con mình hợp với nhau phải không con? Má bồng con đi kiếm cơm nghe con. Dạ, thôi cảm ơn ông. Mẹ con tôi đi xin ăn nghe. Con của tôi đâu rồi? Con ơi, Tô Châu ơi, Truyền ơi, em có ở đây không?
Em có bồng con của chị đi đâu không Huyền ơi? Anh Đông Hồ, anh hãy dậy đi. Hãy dậy đi anh Đông Hồ. Dậy đi. Anh làm gì vậy? Anh đã tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại chưa? Tôi trở lại bồng con tôi theo. Con của tôi đâu? Mẹ tôi cho của tôi đâu? Anh đã giấu con tôi ở đâu rồi hả? Anh giấu con tôi ở đâu rồi? Tôi cho con của tôi. Nó lúc nãy nó còn khóc ở trong mà. Bây giờ nó ở đâu? Nó ở đâu rồi? Anh nói đi. Anh nói đi. Hồi nãy một bà lão ăn mày. Trời ơi, lúc nãy tôi sai, tôi làm gì? Tôi đã cho bà lão bồng thằng bé đi rồi. Trời ơi, anh không là con người nữa. Anh giết tôi chết đi. Đậu Hồ ơi, anh giết tôi chết đi. Trời ơi, con của tôi. Con ơi, con đừng có bỏ ma. Con ơi, con ơi, đừng bỏ ma. Con ơi, con. Trời ơi, con tôi. Tôi đã đó, con đã nghe hết rồi đó. Con biết không, từ đó Mạnh Ai đã lang thang tìm tung tích Tô Châu. À, có lẽ hai bác của con không ai tìm gặp, nên họ cũng không về căn nhà đó nữa. Dù sao bác Đông Hồ cũng còn một tâm huyết chưa được làm xong. Những trang bản thảo cuối cùng ba muốn thay bác con viết tiếp để đền ơn cứu mạng năm xưa. Nhưng bác ấy muốn nói điều gì mà phải tốn hao nhiều công sức vậy ba? À, bác muốn miêu tả tâm trạng của người khi đối diện cùng cái chết. Bác muốn nó phải sống động. Bác muốn tác phẩm này phải sống mãi với thời gian. Không, con sẽ không để cho ba làm chuyện này đâu. Vì đó chỉ là một việc làm không tưởng. Hoài Thu, ba xin con. Ba, con cũng xin ba. Con quỳ xuống đây, con khẩn thiết, con van cầu ba. Hoài Thu, nếu như ba còn thương cho đứa con khờ, một tài năng thì cuộc đời đâu thiếu bậc vĩ nhân. Vết xe đã đổ một lần, sao ba còn mình dân thân. Nếu như con hiểu lòng của ba sâu nặng ân tình, ba chỉ muốn hoàn thành tác phẩm bằng chính sức lực của ba. Đó là lòng thành của ba để tạ ơn người đã khuất con à. Ba, dạ thưa,
Đồ quỷ sứ nè, làm cái gì mà nhìn người ta dữ vậy hả? Rồi gặp rồi. Dạ thưa ai đó à, tôi phải gọi ai đó bằng cái gì cho phải đạo à? Trời ơi, cô nhìn vậy cũng thấy sao mơn mởn như đầu tơ. Ngoài tiếng em ra còn tiếng nào xứng hơn để gọi chứ hả? Gọi em sao nghe nhột miệng quá à? Hay là tôi gọi bằng cô đi nghe. Cũng được, cô với em là chú bác họ hàng mà. Vậy bây giờ cô muốn đi đâu? À, anh làm ơn chở Ái Ly vô trong núi đi. Vô trong núi làm gì trọng? Chứ nhiều chuyện quá, làm gì thì kể người ta. Anh sao tò mò quá à? Nói được rồi, đừng có vuốt tôi nhột lắm. Lên xe đi. Từ từ. Rồi đó. Ý, chạy đi. Trời đất, làm cái gì mà ôm tôi chặt cứng vậy? Trời đất ơi, nói chuyện ngộ nha. Đi xe ôm không ôm, chứ đi xe gì mới ôm hả? Thấy ghét quá hả? Ôm cũng vừa thôi, làm gì mà siết tôi muốn nghẹt thở à? Buông ra coi. Trời ơi, cái gì mà không biết anh này sao khó tính quá hả? Vậy Ali để tay vậy nè, được chưa? Được, ngồi yên tôi chạy nghe. Ê, ê, nhột, nhột. Nè nè, hai cái tay cô làm gì mà kéo lên vuốt xuống, làm tôi nhột cũng chết vậy? Để yên một chỗ không có được sao? Nhột cũng chết. Như vậy mới tình thương mến thương chứ anh. Nè, nếu như cô còn vuốt ve lộn xộn thì xin cám phiền cô đi bộ. Cô đừng làm tôi nổi xung thiên, tôi hất cô lăn tròn dưới đất. Đừng trách sao tôi quá vô tình. Anh quá vô tình, nhưng em hữu ý. Hai đứa mình cùng đi du hí, xe của anh em bao hết trọn ngày. Cảm ơn cô à. Lỡ đậu xe lại rồi là tôi muốn xẩu mình rồi. Cô bao trọn một ngày, chắc tôi chết giấc quá. Nè, bây giờ muốn tôi chở thì ngồi đàng hoàng, bằng không á mời cô bước xuống, nghe không? Thôi được rồi, đàng hoàng rồi nè. Sao anh đẹp trai mà làm giá quá. Lát nữa chưa biết thể em nhé. Đừng có lải nhải nữa, tôi chạy à. À, thì tới đi anh, tới đi. Từ từ tôi chuyện tới rồi đó nghe. Tới rồi. Cho em xuống đi anh. Trời đất ơi, mấy đứa quỷ này đâu hết trơn rồi kìa. Nè, cô chờ ai thì cứ đứng đó mà chờ. Trả tiền cho tôi để tôi còn đi đón khách nữa. Thôi không được đâu, bỏ em một mình ở đây em sợ lắm. Nè, làm ơn chở em lát nữa đi anh. Thôi đi bà, từ nãy giờ tôi nhịn bà nhiều lắm rồi á. Làm ơn trả tiền cho con còn đi làm ăn nữa bà nội. Cô kìa, chưa gì đã nổi giận rồi à? Muốn nổi giận không? Nhào chứ. Nè con nè, tôi nổi giận nè. Ăn cướp, bỏ người ta ăn cướp. Trời ơi, ăn cướp. Trời, gặp yêu quái rồi chó. Bỏ người ta ăn cướp. Trả xe lại cho tôi, xe của tôi mà. Ăn cướp. Kìa, anh có sao không? Trời đất ơi, ở đây vắng vẻ, làm gì có ai cho anh kêu cứu chứ. Anh có sao không vậy anh? Xịt máu mũi nè, không thấy sao mà còn hỏi nữa. Coi kìa, đàn ông con trai gì mà mới bị đánh chảy máu cam là đã khóc rồi. Anh nín đi có được không? Phải vì bị đòn đau hay cái mũi đầy máu đỏ?
cánh bay đi không hẹn vui quay về. Nó là niềm hy vọng đổi thay số phận của đời mình, để mẹ và em tôi được an nhàn đôi chút, để đôi bàn tay đừng dễ bận bụi trần. Chỉ muốn thẳng ngay một con người trong sạch, mơ ước nhỏ nhoi bị người ta đoạt mất. Có lẽ từ nay tôi chìm xuống y bụi bùng. Anh đừng có lo gì hết á, anh còn bàn tay và sức lực, anh cứ siêng năng làm việc thì sợ gì không đổi được chén cơm. Mượn tiền mua chiếc xe chưa góp hết, làm ra tiền không đủ trả nợ, chứ đừng có nói chuyện đổi chén cơm. Nếu như anh đã muốn làm một con người thẳng ngay trong sạch thì sẽ không khó khăn nào ngăn được bước chân anh. Tuy rằng chúng ta chỉ mới gặp gỡ vài phen, nhưng tâm sự của anh tôi vô cùng rời khỏi nơi đây, nhưng vẫn hằng mong có ngày ta gặp lại. Tấm lòng của tôi xin anh đừng nghi ngại, chút nghĩa bạn bè mong anh nhận cho tôi vui. Cô mới đòi kết bạn với tôi, lại muốn cho tôi tiền, bộ cô không sợ tôi tự ái sao? Nếu anh muốn coi tôi là bạn á, thì anh đừng có tự ái nữa. Nói đùa vậy thôi, chứ tôi không nhận tiền của cô đâu. Tôi biết cách xoay sở. Nếu thương tôi, xin cô giúp cho tôi một chuyện nha, được không? Chuyện gì? Anh cứ nói đi. Ây da, cái chân của tôi nó đau quá, đi không nổi nữa. Nhờ cô dìu tôi ra tới đường lộ, tôi sẽ đón xe về nhà, có được không? Thôi được rồi, chẳng những tôi giúp anh mà tôi còn đưa anh về tới nhà thì tôi mới yên bụng được. Vậy thì mình đi. Có hỏi nữa, một lát tao nói cho mày nghe, buông tao ra đi, tao đang tìm đường lánh nạn mà, buông ra đi. Buông em đi. Không buông, vì ba không có ở nhà, bọn anh muốn cho em đồ đi bán hả? Tao thề với mày tao không bao giờ có ý đó. Buông tao ra đi, trời ơi. Buông. Nó buông mà tao chốt. Chẳng muốn công lao theo dõi mày mấy ngày nay. Cô Trinh. Dạ. Có phải cái con quỷ cái không? Con quỷ nửa đực nửa cái này nó tính ăn hiếp cô phải không? Cô phụ với tôi, đè nó xuống, tôi dằn cho nó một đập cho cô coi. Dạ không phải đâu, dạ bác hiểu lầm rồi. Đây là anh hai, anh ruột của con đó. Vậy nó là anh ruột của cô hả? Dạ. Nghe rõ chưa? Buông con ra đi mẹ. Buông sao được mày? Mày là một thứ lưu manh, giữa ban ngày ban mặt dám dở trò áp vàng để cướp xe của tao. Anh hai, mày không biết trời cao nên lựa ngay bà già mày giỡn mặt. Khôn hồn trả lại chiếc xe tao sẽ niệm tình tha cho. Anh hai, anh hết quậy phá trong nhà rồi đi cướp giật người ta. Anh làm khổ tôi như vậy nè, cũng chưa vừa buồn của anh sao? Trời ơi, mày là em ruột của tao, lại nghe lời người ta nói bậy. Tao không hề
cướp giật của ai, có bằng chứng gì thì đưa ngay. Bằng chứng hả? Khỏi cần đâu con. Nếu con cà chấn hả? Sao? Bà sẽ xử theo luật giang hồ cho con coi. Ừ, giang hồ phải không được, tôi sẽ cho bà gian nan luôn mà. Muốn cái gì bà nhào vô nè. Đây nè, tôi hết nhịn bà rồi anh nè. Anh hai, em lại anh mà. Đủ rồi anh hai à. Mày lại muốn dùng vũ lực với bà hả con? Mày thấy cái tướng của bà đấy không? Trời ơi. À, mày tưởng đâu bà có một mình mà dễ ăn hiếp mà. Khó lắm con ơi. Cạnh bên bà còn nhiều chân rết lắm con à. Trời ơi. Cẩn dễ mặc số đâu. Dạ. Đâu thằng nào đâu. Trời, trời ơi. Trời ơi. Giữ mặt với anh hai hả? Bá đầu xong lên. Trời ơi. Mày không xong lên sao mày biểu tao xong? Mày đứng trước mày xong vô đi. Má xong vô trước đi, chừng nào má thôi tới con. Bác à, chuyện đâu còn có đó. Bác bình tĩnh, dạ để con. Linh, con đứng qua bên đi, để tôi xử nó. Mặc nó đâu? Có gì tử. Xử đẹp nó mày. Tên kia, mau mau cô hồ trả lại. Đừng học cho ta nổi giận. Mày khôn hồn, mày mau mày trả xe lại cho tao nghe mày. Bằng không hả? Tao xử đẹp rồi, lúc đó mày đừng có trách mẹ con tao nghe mày. Không có trách mong gì hết, chịu chơi thì chơi đến cùng. Nhào vô, vô, ngon. Con đếm 1, 2, 3. Hai mẹ con mình nhào vô. Trời ơi. Rồi đếm 1, 2, 3. Vô. Chạy. Chạy mà luôn. Chạy. 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 Anh ơi, dớ người ta lên đi. Dớ ta cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi. Má ở đó đi để con kêu cô Diện. Bớ người ta. Bớ người ta, bớ người. Bớ người chết đuối. Bớ người ta. Trời đất ơi má. Má có sao không? Sao một mình má theo tới đây chi vậy? Má, má với cái thằng rô theo dõi nó, có phải nó ăn cướp xe của con không? Nói cho con Trinh cổ biết đi. Anh ruột của cô Trinh đó. Trời ơi, lạnh quá rồi, trời ơi. Chừa cái tật chưa? Không có chứng cứ thì đừng có nói vậy. Tôi không có chịu thua mấy người đâu. Anh còn kênh kiệu với tôi được sao? Anh không thấy em gái của mình đang khóc vì xấu hổ đó à? Nếu anh cần, tôi sẽ có người làm chứng. Nhưng vì thông cảm cho hoàn cảnh của cô Trinh, tôi sẽ im lặng chờ xem thái độ của anh. Xin phép cô Trinh tôi về. Mình về đi má. Ê, sao về vậy? Trời ơi, biểu nó đánh chiếc xe khác rồi chứ. Cô Trinh là bạn của con, cứ để anh em cổ cùng nhau định liệu. Mình về má. Trời ơi con ơi, má lạnh quá con ơi. Anh vừa lòng anh chưa? Anh hả dạ anh chưa? Anh giết tôi chết tôi đi anh ơi. Nín đi. Không cần mày xía vô. Chuyện của tao làm tao chịu, đừng có khóc nữa. Anh im đi. Đã bao nhiêu lần anh để cho một mình tôi gánh chịu. Anh mất hết lương tri và cạn máu thâm tình. Anh thủ đoạn gian manh, cả chơi đưa em ruột của mình. Anh đã lấy hết bạc tiền của tôi dành dụm, lấy cả nữ trang mà dì đã mua sắm. Để cho tôi được
Tại vì ba bà thương mày, ba coi tao là cái thứ ăn hại. Bà thương cháu không điều thì tao phải làm như vậy thôi chứ sao. Nè, mày nên nhớ là hồi đó bà đuổi tao đi mà. Tôi không ngờ, tôi không ngờ anh không còn biết gì là liêm sỉ. Anh dám mở miệng trách hờn người đã hết già thương anh. Cơm của dì anh ăn, áo của dì anh mặc, vậy mà anh nỡ hại dì phải lận đận nhiều phen. Dì đã đổ cho anh biết bao dòng nước mắt khi quyết định coi anh không máu mủ ruột rà. Sao anh không làm ơn đi biệt giảng giùm tôi? Thế có chuyện là anh chạy về đây gây hại, hãy để cho dì ba sống quãng đời còn lại được thanh thản nhẹ nhàng vui sướng cạnh bên tôi. Được, tao hứa với mày từ nay tao không về đây làm phiền mày với bà nữa. Còn chiếc xe tao bán tao xài hết rồi, mày với bà làm ơn tính toán giùm tao đi, một lần này nữa thôi. Tao đi nha. Sao tôi khổ như vậy nè trời. Râu ơi, râu, râu ơi, trời đất ơi, đi mất nữa rồi. Phải chi hồi đó tôi kiếm tôi nuôi thêm một thằng chuồng thằng bích nữa đó, thì bây giờ tôi đâu có khổ như vậy nè. Một thằng thì đi theo gái, còn một thằng thì đi theo bài. Bỏ bà già này ngồi rên như con ma đói. Rô ơi là rô, quá rô. Dạ, bác cho con chị mà. Mày ngon quá không? Tao dẫn mày đi theo mày bảo vệ cho tao, vậy mà người ta đánh tao rớt xuống ao. Còn mày tưởng mày ngon, ai dè mày bỏ chạy. Con kiếm diện binh mà. Diện ông nội mày chứ diện gì. Mày làm ơn mày ra mày mua cho tao tô cháo, tao ăn cho nó đỡ giải cảm coi. Tiền đâu má? Thì ra mua chịu. Một lát nữa thằng cơ về nó trả. Ta về mua chịu hoài. Mày làm tôi quê quá. Quê ông nội mày chứ quê cái gì. Ý có ai tới nhà mình kìa má. À, dạ thưa chị, đây có phải là nhà của cậu Cơ không chị? Dạ phải. Ông đây là... Dạ, tôi là ba của cháu Hoài Thu. Nghe nói con gái tôi đến đây tìm cậu Cơ. Tôi muốn hỏi nó có còn ở đây không vậy chị? Chết mẹ rồi. Đúng là ông chủ sộp rồi. Trời đất ơi, trốn lên tới đây mà cũng còn gặp nè trời. Bà chị sao vậy? Dạ, không sao. Dạ, tôi đương bệnh mà. Ông muốn hỏi cô Thu phải không? Vâng. Nói với thằng Cơ đi vô nhà người quen ở trong núi rồi. À, vậy à. À, vậy xin phép chị nha. Xin phép chị tôi về. Dạ, chào ông sộp, ông cứ về. Thẻ. Ơ kìa. Chị. Chị hai. Chú Truyền phải không? Phải rồi. Em đây, em là Truyền đây. Đúng là chị rồi. Chị hai ơi, gặp được chị em mừng quá chị hai ơi. Chú Truyền ơi, tôi cũng mừng lắm chú Truyền. Chị hai, chị vẫn còn sống đây. Sao 20 năm nay chị không về ngôi nhà cũ? Chị có biết là vợ chồng em đợi chị lắm không chị hai? Chú Truyền, tôi không muốn về lại nhà xưa, nơi cuộc đời tôi từng chịu lắm đau sầu. Dù thâm tâm tôi thương như thật nhiều, nhưng càng nhớ càng
càng thương thì tôi càng thêm hận. Tôi chết nửa cuộc đời trong bóng tôi cô đơn, và cũng muốn bình yên cho nửa đời còn lại để vui chốn những cái đắng đoạn trường, một gia đình đổ nát. 20 năm qua em vẫn mong chờ khao khát cho những người xưa về xây đắp lại nguyên lành. Em sẽ tự tay nhặt từng viên gạch với niềm hân hoan và nước mắt bên trong. Ở đó mỗi thân cây đến từng viên sỏi nhỏ, em vẫn ân cần gìn giữ vẹn nguyên, để chị và anh không chợt thấy ngỡ ngàng khi mới đặt chân về ngôi nhà năm cũ. Những nỗi chờ mong càng đầy rứt trong lòng thì chị nghĩa của ba con mà má đã kể cho con nghe hôm trước. Dạ con chào chú. Chú chào con. Chị hai, cháu đây là con ruột của chị với. Phải, nó là con của chị với người mà chị từng oán hận. Sau khi bỏ xứ ra đi, chị mới hay nó vừa kết tự trong lòng. Cuộc đời của mẹ lắm bể dâu, giờ yêu được cháu càng thêm yêu mẹ. Cháu thầm dây gian sớm tìm ra anh cháu, để cho cõi lòng của mẹ trọn niềm vui. Ngoan lắm, nhưng đã 20 năm rồi, chú và má cháu chỉ biết anh cháu là đứa bé lên hai. Giờ có gặp lại cũng không chắc gì biết được. Chú Truyền, tôi đã gặp một chàng trai độ tuổi với con của tôi, nét mặt nó giống hệt như là anh Đông Hồ năm đó. Linh tính báo cho tôi biết nó chính là con ruột của tôi đó chú à. Vậy chàng trai đó ở đâu vậy chị? Tên của nó là Cơ, là con trai của gia đình này. Hả? Là cậu Cơ à? Chú không biết ảnh sao chú? Chú chưa gặp mặt, chỉ nghe con gái của chú kể lại thôi. Chú à, chị đã đến đây 2 lần rồi, nhưng mà người đàn bà trong đó luôn bảo rằng Cơ nó là con ruột của bà ấy. Chị định đến đây 1 lần nữa để... Nếu thật đó là bé Tô Châu thổi trước thì rõ ràng bà ta không muốn cho chị nhìn con. Hiện giờ cậu Cơ đang ở chỗ của em, hay là chị em mình đi gặp nó xem sao? Cũng được. Được rồi, có mặt chú thì tôi càng tin là mình không lầm lẫn. Đi vậy chú. Vậy chúng ta đi. Đi chị. Trời, họ muốn bắt lại thằng Cơ, mình phải theo họ ngay mới được. Ba ơi, ba đâu rồi ba ơi? Ủa, ba con nói đi ra ngoài nhà ai đó tìm con không gặp sao mà về đây kiếm nó?
con kiếm nó có chuyện gì? Dạ, con đi công chuyện với một người bạn. Về tới đây không thấy ba nên con gọi chứ đâu có chuyện gì đâu ông Tám. Mà ông Tám ơi, vậy còn ba con kiếm con làm gì vậy, ông Tám biết không? Nghe đâu nó định đưa con về trước, còn nó ở lại chờ xong công chuyện rồi về sau. Không, con không về trước đâu. Con phải ở bên cạnh ba con cho tới giờ phút chót. Con không bỏ ba con đâu ông Tám ơi. Bình tĩnh. Chuyện của ba con ông đã biết hết rồi, nên ông rất hiểu lòng con. Nếu trong hoàn cảnh của con, ông cũng sẽ làm như vậy. Ông Tám, ông Tám ơi, lòng của con vô cùng hoang mang lo sợ. Con sợ gió tàn thu xua lá vàng rơi rụng để trời lá non tơ vùi dập giữa phong trần. Con yên tâm đi, ông đã dặn lòng rằng sẽ không để cho thảm kịch ngày xưa tái diễn, và ông sẽ có cách làm thay đổi ý định của ba con. Ông ta ơi, nếu được vậy thì con đội ơn ông nhiều lắm. Cái con nhỏ này, hồi đó giờ ông chỉ quen làm những gì mình thích. Ông không nghĩ mình ban ơn và không chờ đợi được đền ơn. Ông sống một mình không có người thân, nên đồng hồ với ba con ông coi như là bằng hữu. Ông muốn lắng nghe từng niềm tâm sự để vui để buồn cùng chia sẻ cho nhau, vì ông xem họ như người thân thuộc. Nếu họ có ra sao ông cũng đau lòng. Vậy thôi đừng buồn nữa, để ba con về đây thì ông nói giúp giùm cho. Dạ, con cảm ơn ông Tám nhiều lắm. Nữa, ơn nghĩa hoài. Hoài Thu. Kìa, ba, ba con về kìa ông Tám. Chú Truyền, đây là Hoài Thu, con gái của chú đây hả? Dạ phải. Bác Tám ơi, Hoài Thu ơi, đây là Cúc Phương và Tô Châu, là vợ con của anh Đông Hồ đó. Vợ con của Đông Hồ đấy sao? Dạ phải. Còn đây là bác Tám, người mà trước đây anh Đông Hồ thường đến nương náu nơi này. Dạ, con chào bác. Tô Châu, hãy chào ông đi con. Dạ, con chào ông. Em chào chị. Trời Phật ơi, vợ con nó còn thiệt đây mà. Các con các cháu ở đây chờ bác nghe không? Hoài Thu, con không có đi chung với cậu Cơ sao? Dạ có, hồi nãy đi ngang đây, con vô nhà, còn ảnh thì đi tới nhà người quen nào đó, chắc cũng sắp quay lại đây rồi đó ba. Mà ba hỏi ảnh chi vậy ba? Ba muốn nhìn mặt nó để xem nó có phải là... Hoài Thu ơi, Hoài Thu à, tôi trở lại rồi nè. Nó đó, chính là nó đó chú Truyền ơi. Đúng rồi, là nó. Là nó đây mà. Ba, ba nói gì vậy? Nó, mà nó nào vậy ba? Nó là con của anh Đông Hồ, và cũng chính là con ruột của bác Phương đây. Tô Châu, con sao kỳ vậy? Ai gặp tôi cũng gọi là Tô Châu. Tôi là Cơ,
là con của má tôi, chứ không phải là của ông Đông Hồ nào hết á. Chú Truyền ơi, nó không có nhìn chị, chị phải làm sao đây hả chú Truyền? Má, má bình tĩnh đi má, đừng xúc động quá không nên. Anh nói vậy chắc gì anh là con của má. Cơ à kìa, má sao má biết con ở đây? Nè, ông với bà nhìn đi, đây chính là má ruột của tôi đó. Bà ơi, tôi lại bà, tôi gian bà. Tôi rất mong gặp lại con của tôi. Đã 20 năm rồi, tôi chờ nó từng ngày, tôi mong nó từng phút. Chỉ gương mặt này, với hình dáng này, và với linh tính thiêng liêng của một người mẹ, tôi tin chắc nó chính là con ruột của tôi. Bà hãy nói đi bà, bà hãy nói giúp tôi đi bà. Ông còn nhớ người đàn bà cùi đã được ông bố thí trước cổng nhà năm đó không? À, đúng rồi, người đàn bà cùi. Mấy ngày sau đó, tôi có quay trở lại. Tôi muốn tìm ông để xin chút đỉnh tiền. Tôi thấy sau cổng khóa kín nè. Bước vô nhà thì tôi thấy một người đàn ông say rượu, mà ông ta la hét. Rồi ông biểu tôi bồng đứa nhỏ đem đi. Tôi đem đi tới giờ á. Đúng, đúng là bà rồi. Bà, bà chính là người đã giữ bé Tô Châu 20 năm về trước, và cũng là thằng cơ của 20 năm về sau. Má, má nói gì? Con chính là con ruột của người đàn bà này. Hả? Còn má, má chỉ là người có công nuôi con khôn lớn thôi. Má, má, má không mang nặng đẻ đau, mà má thương đứt ruột. Huống chi người đã tạo ra con, mẹ của con. Nhìn mẹ con đi con. Con, hãy nhìn má con đi. Má của con đau khổ nhiều lắm rồi con à. Má con đang mở rộng vòng tay. Con hãy đến bên má con để xoa dịu nỗi đau đời má đi con. Hãy đến với má con đi con. Má, má, con ơi. Má, trời ơi, con của đồng nét ngây thơ.
đau thương dời bớt trong đời. Anh cứ đời đã cho anh thứ hạnh phúc tuyệt vời. Được về bên gối mẹ, được ân cần con ơi. Còn đây là em ruột của con nè. Má vì quá nhớ thương con cho nên má đã lấy tên con mà đặt tên cho nó đó. Anh hai, châu em